Rồi, hello hello. Xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến. Hello các em. <laughs> hello các bạn nhá. Lại là thầy Thuận đây. À, như chúng ta đã biết thì à, bộ vừa công bố đề minh họa năm 2021 đúng không? Là một trong những đề thi chính thức và thầy đang cầm trên tay đây. Và thầy tin chắc là tất cả các bạn chúng ta cũng có rồi, đúng không? Một đề thi rất là chất lượng nhá, một đề thi rất là chất lượng và thầy cũng sẽ có một số nhận định và đánh giá nhanh và sau đó thì thầy cho mình sẽ cùng nhau chiến luôn. Các em có đồng ý không? À? Chiến luôn. Đúng không ạ? <laughs> luôn thầy ơi, rồi Mặc dù là bây giờ chúng ta sẽ chuyển bị chuyển sang ngày mới rồi Và thầy cũng uh, chúc cho toàn thể tất cả các bạn đang xem livestream đây nhá Chúng ta sẽ sang một ngày mới Là luôn luôn gì các bạn nhỉ? Luôn luôn vui vẻ Các em sẽ ôn tập đúng không? Và ôn thi hiệu quả Đỗ được tất cả vào nguyện vọng một cho thầy Ok không ạ? Cảm ơn các em rất là nhiều nhá Và thầy cũng quên không quên rằng là Nhắc cho các em ấy Là tất cả các bạn theo dõi thì chúng ta ngay và luôn Đúng không? Các bạn chia sẻ ngay và luôn Và Live stream này về bởi vì đây là live stream rất rất quan trọng. đó các bạn nhớ chưa? Thầy sẽ chữa chi tiết cho các em luôn và ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng không ạ? Vì thế tất cả các bạn, đó uh, chúng ta chia sẻ thôi vào trong group học tập đúng không ạ? Và có thể chia sẻ về trang cá nhân để chúng ta có thể lưu lại video này các bạn nhé. Ok không? Khô máu thế ơi, rồi đúng rồi, chính xác. Tim của thầy Thuận là phải khô máu đúng không? Chiến đấu luôn. <laughs> Chào các bạn nhé. Tất cả các bạn đang theo dõi live stream đây thì mình có thể chào nhau một cái và có thể uh, cho thêm một like một nút xe đúng không đó để chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá thầy thấy đang có rất nhiều bạn đang theo dõi đây rồi đúng không các em xuyên đêm thầy ơi rồi ok em <laughs> 12 giờ rồi mà tứ thủ đông quá đúng không ok bởi vì đề này là đề rất là chất lượng và thầy cho mình sẽ cùng nhau chiến từng câu một luôn các em có đồng ý không chiến đấu luôn nhá và thầy cũng vừa pha một ngụm ly cà phê đó để uống đó để dùng chúng ta cùng chiến đấu nhá mời các bạn nhá <laughs> gọi là vừa chữa đúng không nhưng mà vừa nhâm nhi tách cà phê một chút đó đúng không bởi vì hôm nay thầy cũng dạy mấy ca rồi đó, hôm nay là ca này là ca thứ năm rồi các bạn đúng chưa à, ca thứ năm rồi đấy đó chiến đấu khô máu với các bạn luôn nhé nói chung là thầy trò mình đang hơi lo một chút rằng là, là, bộ không có để minh họa nhưng mà đã có rồi thì thầy thấy đó là một điều rất là tuyệt vời luôn đúng không cực kỳ tuyệt vời luôn dù sao đi chăng nữa bây giờ chúng ta phải có định hướng rồi đặc biệt là những câu vận dụng ca về sau ấy đúng không chúng ta có tầm 10 câu cuối là sẽ học tủ luôn, luôn luôn cho nó nhanh đúng không kiểu gì cũng tủ dạng được không tủ bài thì tủ dạng được và chắc chắn rằng là thầy cho mình sẽ cùng nhau các bạn gì nhỉ chiến đấu trong năm học 2021 này giúp các em có thể đỗ được đại học vào nguyện vọng một các em nhớ chưa ok đó rồi à, tất cả chúng ta nhớ lấy nước đi các bạn nên lấy một cốc nước là uống một nước đúng không bạn nào có cà phê thì chúng ta uống cà phê bạn nào chưa ăn tối thì chúng ta làm một bát mì tôm để theo dõi thầy chữa đề luôn đó Ok không ạ? <laughs> em từ thời nhật nhảy qua OC. Okay, ok ok. Tất cả các bạn đâu đâu hết thôi nhỉ? Chúng ta có thể uh, cho thêm một tim và một chia sẻ đúng không nhỉ? Đó, đang có gần 8.000 rồi đúng không? Chúng ta lên 10.000 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đây là một buổi tối kỷ lục thầy muốn xác lập với tất cả các bạn hay các bạn luôn. Là một buổi tối thầy livestream chữa đề đúng không ạ? 12 giờ đêm. Thầy muốn tất cả các bạn đúng không? Chúng ta có thể ủng hộ thầy bằng một tim và một chia sẻ để chúng ta lên 10.000 bạn đúng không? Đặt kỷ lục là 12 giờ đêm. Chúng ta livestream luôn các bạn ơi. Nào, tất cả các bạn đã biết rồi nhỉ Khô máu nhá tim của thầy thuận phải khô máu Đồng ý không ạ Em vừa ăn cháo xong, đấy, các em lấy một bát mì tôm ra Đúng không, một bát cháo ra Một ly cà phê, đúng không, một tách trà chúng ta sẽ cùng chuyển đầu luôn Đó, bởi vì đây là một trong những cái mà Thầy vừa chữa Đồng thời thầy còn phân tích kỹ lượng cho các em Là xem là dạng này nó ra như thế nào Và liệu chúng ta có cái gì cần lưu ý không Em nhớ chưa Đó <laughs> thầy cũng vừa chữa đề số 5 cho các bạn ở trong lớp IT xong đó và thầy sẽ nhảy ra ngoài thầy có một phát là thầy nhảy ra ngoài thầy in đây phải chưa kịp gõ lại luôn đúng không ạ còn nguyên zin luôn các em nhé đây đây là nguyên zin luôn đúng không ạ có tem của bộ giáo dục đây các bạn ok không có tem của bộ giáo dục đây đó ok cảm ơn các em rất là nhiều nha đang có hơn chín nghìn bạn rồi đúng không ạ và tất cả các bạn có thể cho thầy một nút chia sẻ đúng nhá để chúng ta bắt đầu luôn các bạn nhá chưa có đề thi môn họa môn anh xin chào cô phí thị bích ngọc nhá chưa có đề minh họa môn anh chúng ta chiến đề môn toàn chưa Đồng ý không ạ? Rồi, gần lên 10.000 rồi các bạn ơi. Để chúng ta xác lập kỷ lục một phát rồi sau đó chúng ta sẽ chiến đấu đúng không? Mỗi bạn cho thầy một nút like và một nút chia sẻ để chúng ta xác lập kỷ lục là có 10.000 bạn đúng không ạ? 12 giờ đêm chữa đề mình họa cùng thầy thuận. Và đây là một kỷ niệm thầy tin là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ nhớ suốt đời luôn. Đồng ý không? <laughs> rồi, cảm ơn các em rất là nhiều nha. Tuyệt vời luôn đúng không? Đó, đối thủ của ta năm nay thì là rất là đông và thầy rất hy vọng là thầy cho mình sẽ cùng nhau chiến đấu khô máu đúng không? dẫn dắt cho các em có thể vào được cánh cổng đại học mơ ước đó đúng không ạ và tất cả các bạn đây phải quyết tâm đỗ nguyện vọng một các em nhớ chưa đó là mục tiêu cuối cùng của chúng ta cao nhất của chúng ta năm nay nhất định phải đỗ nguyện vọng một đó, ok không ạ rồi 10 nghìn rồi thầy ơi rồi ok cảm ơn các em rất là nhiều nhá thầy gửi lời cảm ơn đến toàn thể tất cả các bạn đang xem livestream đây bạn nào mà chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ luôn đúng không ạ và đồng thời cho thầy một like Một tim để ủng hộ thầy các bạn nhá rồi cảm ơn các em rất là nhiều 10 nghìn rồi thầy ơi đấy quá là đỉnh đẳng, đẳng cấp luôn đúng không <laughs> rồi chúng ta bắt đầu luôn các bạn nhé bắt đầu luôn đúng không không để các bạn chờ đợi lâu nữa chúng ta chiến đấu luôn ok các bạn nhá 12 giờ đêm rồi đúng không ui giời ơi cảm giác nó phê các bạn các bạn lần đầu tiên trên lịch sử đúng không 12 giờ đêm rồi vẫn bật live stream đến chữa một đề cọ như thế không ạ chỉ có thầy thuận mới làm được điều đấy thôi đồng ý không chỉ có thầy thuận mới làm được điều đấy và chắc chắn là không ai dám làm, điều đấy đâu đồng ý không ui rồi 11 000 bạn quá đẳng cấp luôn thôi chúng ta sẽ vào việc luôn không cần đợi các bạn phải chờ đợi lâu nữa chúng ta sẽ chiến đầu luôn và thầy cũng nói rằng là đây là đến nguyên zin của bộ nên chỗ nào mà in hơi mờ một chút thì các bạn chú ý là các bạn uh, cố gắng đọc giúp thầy và đương nhiên là thầy sẽ gõ lại file đáp án này đúng không lời giải chi tiết này đó cộng với đề này để gửi tặng các bạn luôn các em nhớ chưa đó những bạn nào mà chúng ta muốn nhận file đẹp ấy pdf đẹp, đẹp luôn nhé có cả đáp án kèm lời giải chi tiết thì các em chia sẻ đài trên này về tí nữa đúng không ạ thầy ngồi thì gọi các bạn luôn ngày mai các bạn có luôn đó ok không đồng ý không rồi ok chúng ta sẽ vào việc luôn đúng không ạ <laughs> cảm ơn các em rất là nhiều chúng ta sẽ chiến đấu luôn nhá nào câu số 1 câu số 1 phá kỷ lục 26 k của 2 k 2 đi ạ 2 k 2 là 60 000 k cơ 60 000 bạn rồi đúng không 2 k 2 đấy là 60 000 bạn cơ nha thế đề minh họa một cái tỉnh ngủ luôn ạ. À. Rồi, ok nhá. Chúng ta vào việc luôn. Câu số 1. Câu số 1. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh từ một nhóm gồm có 5 học sinh? Đó đáp án gì các bạn? Chúng ta cùng comment xuống dưới luôn. Tất cả 100% đã đề gì thầy không nói nhưng đã đề minh họa thì phải comment xuống dưới. Đúng không ạ? Để chúng ta xem là à liệu đề này đi thi thật đúng không? Đề này các bạn được bao nhiêu điểm thì đề thi thật có bạn sẽ được bao nhiêu bấy nhiêu điểm. Chúng ta phải comment xuống dưới luôn đúng không? Câu số 1, thầy yêu cầu tất cả các bạn phải comment xuống dưới. Đáp án gì nào? Đáp án gì các bạn? Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh từ một nhóm 5 học sinh? Chọn 3 trong 5 thì đương nhiên chúng ta dùng gì? Dùng tổ hợp, đúng không? Tức là C3 của nào? Đáp án C. Đó, chuẩn chưa? Không lan tăn, không gợn sóng. Còn khi nào ấy mà người ta bắt các bạn chọn xong rồi chúng ta xếp thành một hàng thì mình sẽ liên tưởng đến đó là chỉnh có nhà bà hợp. Đúng không? Là câu 1 sao? Tiếp tục, câu 2 cho cấp số cộng đấy thầy đã nói các em rồi chắc chắn sẽ có một câu cấp số cộng hoặc cấp số nhân cho cấp số cộng thì không cho cấp số nhân và ngược lại đúng không nhưng tất cả câu này đều là câu cho điểm các bạn không cần phải ôn kỹ nhớ công thức là đã đủ rồi ok không chỉ cần nhớ công thức là đủ rồi đó đúng không ạ vậy chúng ta chiến như sau u 1 thì bằng một u 2 thì bằng ba giá trị của u ba bằng bao nhiêu đó đúng không thì các bạn nhớ rằng là cấp số cộng thì rõ ràng là chúng ta phải tìm gì? Tìm công sai d của thầy nó là lấy u2 trừ u1 trước. Các bạn nhầm nhanh thì là bằng 3 1 thì còn mấy các bạn? 3 1 thì còn mấy? Còn 2. Người ta gọi là gì? Là công sai. Đúng không? Nhưng làm sao? U3 thì hiển nhiên chúng ta có thể dùng công thức là cấp số cộng kiểu công thức tổng quát này này. UN là bằng U1 đúng không? Cộng với gì? N 1 nhân d. Đúng không? Có thể dùng công thức này nhưng thầy nghĩ là chả cần đâu. Các bạn chỉ cần biết U3 là lấy U2 cộng với d cũng được. Có gì đâu mà căng. Đúng không? Đáp án gì? U2 mới 3 cộng với 2 đúng không? Là bằng 5. Đáp án gì? Đáp án D. Đó, được chưa? Không lan tan nhá, không gợn sóng. Tất cả 100, 100% phải làm được 40 câu đầu đã. Đó tối thiểu nhất. Không lan tan, được chưa? Tiếp tục câu số 3. Nào. Nhìn thấy rõ đề không? Nó thấy in hơi vội một chút. Đây đây là đề nguyên sinh của bộ giáo dục nên nó có có khả năng là sẽ khó nhìn hơn. Đúng không? Các bạn phải tập trung và chú ý nhá. Nào, câu 3 đáp án gì? Có bạn đã bàn gì? Tất cả các bạn phải comment xuống dưới nha Có 13.000 đối thủ đúng không? Gần đến 15.000 đối thủ luôn Đúng không? Cho hàng số Bảo mấy tiên như sau Hỏi đồng biến đến khoảng nào sau đây? Đồng biến thì nó sẽ liên quan đến dấu dương của đạo hàm Đúng không? Nó rõ ràng có hai khoảng âm vô cùng đến chữ 2 và từ 0 đến 2 Chúng ta chọn đáp nào đây? Đáp án B Đúng không? Nhìn thấy không? Đó. Đồng biến đến nghịch biến nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến dấu của đạo hàm Thì rõ ràng đáp án B thôi Tiếp tục câu số 4 Cho hàm số FX Các bạn mình như sau điểm cực đại đây cái điểm cực đại này điểm cực đại đâu đây rõ ràng đây đúng không ạ đúng không x bằng mấy x bằng 2 hai thôi đáp án d đúng không Nó không bao giờ có thể sai được một tí cũng không bao giờ và thầy yêu cầu tất cả các bạn phải comment đáp án xuống dưới để làm gì để bản thân các em sẽ là người nhớ được lâu hơn và nhớ được dài hơn đúng không ạ đề nào thì không nói nhưng đề minh họa là phải phải chiến ok không tiếp tục câu số 5 và số 6 tất cả chúng ta nhìn thấy đây không comment đáp án xuống dưới thầy nào 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 tất cả các bạn comment xuống dưới nhá Và đồng thời là các bạn chia sẻ ngay và luôn cho thầy livestream này về Để chúng ta lưu lại Đúng không? Không có thì rất dễ bị mất livestream các bạn nhá Đó ok không? Ok ok Rồi tiếp tục nào tiếp tục Câu 5 câu 6 nào Làm nhanh cho thầy Phải comment xuống dưới luôn Không lăn tăn không gợn sáu, Comment nhanh vào luôn cho thầy Tỉnh ngủ luôn đúng không? Xem đồng chí nào sai không nào Thầy sẽ chữa rất chi tiết và cực kỳ cẩn thận cho toàn thể tất cả các bạn biết luôn. Câu 5 Hỏi hàm số này có bao nhiêu điểm cực trị Đúng không? Thì các bạn nhớ là điểm cực trị nó là số nghiệm của đạo hàm bằng không đã Đây, thứ hai này, một này, ba này, năm này Và các bạn để ý rằng là qua tất cả những nghiệm này thì làm sao? Nó đang đan dấu Đúng không? Thì nó là gì đây? Nó là tất cả điểm cực trị luôn Đúng không? Điểm cực trị là nghiệm của đạo hàm Và qua nghiệm đấy đạo hàm đan dấu Thì suy ra tất cả đây đều là thỏa mãn hết 1, 2, 3, 4, đáp án gì? Đáp án A Không lan tăn Đúng không? nó tiếp tục câu 6 Câu 6 đáp án gì? Tiệm cận đứng của đồ thị bậc 1 trước 1 luôn luôn là nghiệm của mẫu X 1 bằng 0 thì x bằng mấy? X bằng 1. Đúng không? Đó, tiệm cận đứng của một đồ thị hàm số luôn luôn là nghiệm của mẫu. Đó, đặc biệt đây là hàm số bậc 1 trước 1 thì thầy nghĩ là các em có thể giải luôn. X 1 bằng 0 thì x bằng 1. Đồng ý không? Không lan tăn không gợn sóng. Đó, một nốt nhạc là ra. Đúng chưa? Tiếp tục, câu 7. Câu 7. Câu 7 gì đây? Đồ, đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình B? đây là đồ thị bậc 4 đúng không ạ thì chắc chắn chúng ta loại đáp bàn c đáp án d đi đó và các bạn biết thấy cái gì không đối với một hàm số đa thức thì chúng ta luôn luôn quan sát vào nét cuối cùng của đồ thị đúng không đây là nét cuối cùng của đồ thị này đó đúng không nét cuối cùng làm sao đây nó đang đi lên chứng tỏ là nó đang thăng thiên thăng thiên các bạn nhìn thấy không suy ra hệ số a của chúng ta phải dương thì các bạn chọn đáp án b đúng không ạ bởi vì a của ta bằng một mà thằng này sai này đó, đúng không? nét cuối cùng thăng thiên thì hệ số a bắt buộc phải dương. Đó là cách để các bạn xét dấu hệ số a của một hàm số đa thức, đúng không ạ? Nó không những là bậc 4 mà bậc 3 chúng ta vẫn xét tương tự. Và chắc chắn là thầy nghĩ là bài này chúng ta sẽ làm cho bằng mấy nốt nhạc ra ngay thôi, đúng chưa? Tiếp tục. Câu số 8. Nào tất cả bạn đang theo dõi livestream đây các em chia sẻ livestream về về và đồng thời thả tim cho thầy để chúng ta sẽ cùng cố gắng và chia đầu luôn. Các em nhớ chưa? 24 sai đề rồi thầy ơi, đề lỗi ạ. À. Ok, để tí nữa thầy xem bởi đây là đề bộ giáo dục nên chúng ta chưa thể kết luận được thầy còn chưa xem đề cơ đúng không thầy còn chưa xem đề có một phát thầy livestream luôn thầy còn chưa biết đề đấy là như thế nào cơ được chưa câu 8 đồ thị này cắt trục tung các bạn nhớ là trục tung là trục gì là trục oi các bạn nhớ chưa trục khoanh là trục ox nhưng nhiều như bạn đừng có nhầm nhá trục tung là trục oi tức là bây giờ làm sao chúng ta cho x bằng không vào đây đúng không trục tung có phương trình là x bằng không các bạn rồi đây đó thay x bằng không và y mới y bằng hai chúng ta chọn đáp án gì đáp án c đó đúng không ok không câu 9 với A là số thực dương tùy ý loga cơ số 3 của 9A bằng loga cơ số 3 của 9A thì các bạn biết là chúng ta tách thành loga cơ số 3 của 9 này ấy, đúng không? Cộng với gì? Loga cơ số 3 của A. Đúng không? Thành mấy? Thành mấy các bạn? Loga cơ số 3 của 9 bằng mấy? Bằng 2, đúng không? 2 cộng loga cơ số 3 của A thì chắc chắn là bằng gì nhỉ? Đáp án D. Đó, đúng không? Các bạn cũng phải uh, chú ý nhá. Lỡ may mà thầy có nhìn nhầm thì các bạn nhớ nhắc thầy. Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì thầy cũng sợ là đêm khuya thì nhiều lúc cũng nhìn lé mất. Đúng không? Câu 9D Tiếp tục Tiếp tục Câu số 10 Đó 10 đây Đạo hàm của hàm số Y bằng 2 mũi Thì các em nhớ này Y bằng A mũi Đúng không? A mũi đây Vậy đạo hàm thì bằng gì? Thì bằng A mũi bạn nhớ đây Thầy viết lại cho các bạn này Y phải bằng A mũi Nhân với gì các bạn? Nhân với len A Đúng không? Len A Thì chúng ta sẽ suy ra là bản nào đây? Đạo bản gì? Đạo bản A thôi đúng không thầy không tin là các bạn có thể sai bài này lý do bởi vì sao để chúng ta có công thức rồi đúng không chiến luôn đó đúng không tiếp tục 11 đáp án gì đáp gì các bạn đó đáp án gì đây đáp án gì, gì đây với a là số thực dương túy căn bậc hai của a mũ ba bằng mấy chắc chắn là các bạn nhớ công thức này công thức là gọi là công thức chuyển đổi từ căn về lũy thừa là căn bậc m đúng không của gì a mũ n thì bằng gì các bạn a mũ n trên m các em chỉ cần nhớ nguyên tắc là số ngoài nằm căn này thì nó nằm dưới mẫu, nằm trong căn thì nằm trên tử. Hiểu không? Thế đây là gì? Căn bậc 2a mũ 3 thì bằng a mũ mấy? 3/2. Đúng không? Nhớ là 3/2 chứ không phải 2 bạn Ông Chí nào chọn C đây? Đồng chí nào chọn C đây? Là sai đấy. Căn bậc m của a mũ n thì bằng thằng này Đây, công thức gốc này. Các bạn đừng sai thầy xin các bạn đấy. Thầy thấy có một số bạn đã chọn C, thầy xin các bạn hãy các bạn Câu này mà để sai nữa, căn bậc 2 của ba thì thằng 3 nó phải nằm trên tử, thằng 2 nó phải nằm dưới mẫu, đúng không? Đáp án là đáp án B. Nhớ chưa? Đó, phải cẩn thận nhá, đừng có bao giờ chủ quan, không bao giờ được phép sai bất cứ một câu nào trong 35 câu đầu, được chưa? Tiếp tục 12. Đó. đề này không được 10 điểm chặt cũ luôn thì các em đừng có chủ quan, khổ lắm mấy ông ạ. À. Ông phải cẩn thận cho thầy nhá. Đừng có chủ quan, Hà Nội không vội ở đâu. 12 đáp án gì? 5 mũ 2 4 bằng 25 Và các bạn nhớ rằng bài này chúng ta hiển nhiên đưa về cùng cơ số rồi đúng không 5 mũ này 2 4 để nguyên 25 thì bằng mấy Là 5 mũ 2 Đúng không Có cùng cơ số thì hiển nhiên số mũ phải bằng nhau Các bạn nhầm luôn đi 2x 4 bằng 2 thì 2x cùng mấy 2x bằng 6 Đúng không X bằng mấy X bằng 3 Đó Đúng không Đáp án gì Đáp án A được chưa các bạn? Nhớ là phải comment đáp án xuống dưới cho thầy, đúng không? Comment càng nhiều càng tốt. Được chưa? Tu tất sẽ nhớ rất là lâu, đặc biệt là những câu nào sai thì các bạn sửa luôn. Nào, mấy đáp án gì? Nghiệm của phương trình này. Thực ra thì các bạn có thể đặt điều kiện là 3x nó phải dương, nhưng thầy nghĩ là không cần đâu. Lý do 4 đáp án này nó đều dương sẵn rồi nên chắc chẳng cần đâu, đúng không ạ? Các bạn chỉ cần nhớ như này. loga cơ số 2 của 3 3 nhân x bằng 3 thì các bạn mũ chéo lên. Thì chắc chắn bãi của thầy sẽ là bằng 2 mũ 3, 2 mũ 3 bằng 8 chứ không phải bằng 9 đâu. Đúng không? Nhiều bạn <laughs> vào phòng thi là 2 mu bằng 9, giống thầy hôm đúng không? <laughs> Tóm lại chốt lại x bằng mấy? Bằng 8 phần 3. Đúng mã đáp án C. Nhớ chưa? Đó, rất cẩn thận nha không vội ở đâu, đúng không? 14. Cho hàm số x. Trong các khẳng định sau khẳng định là đúng, tìm nguyên hàm của fx Nguyên hàm của 3x bình là bằng x mũ 3. Đúng không? Đó, nguyên hàm của trừ -1 là bằng chữ x và cộng C chắc chắn là bán B này. Dễ không? Quá là easy còn gì nữa đúng không? Easy. Quá easy luôn. Không thể sai được. Đúng câu 14 chưa? đó tất cả các bạn theo dõi livestream thì mình nhớ là mình chia sẻ ngay và luôn về để chúng ta có thể cần thiết mình có thể xem lại sau bởi vì đây là một trong những đề rất rất quan trọng của các bạn đúng không ạ và chúng ta cũng đã đón chờ cái đề này rất là lâu rồi và thầy vừa chữa đồng thời thầy còn phân tích cho các bạn về cấu trúc của đề này xem là nó có gì cần lưu ý có những cái gì mà các bạn cần phải nhớ ok không ạ Mấy bốn chốt lại b được chưa đề hơi mờ thầy ạ à? đấy thầy bảo là đề này đề nguyên zin của bộ giáo dục mà thầy còn chưa kịp gõ cơ ngày mai Đúng không? Sau khi mà các bạn đi học về hoặc thức dậy, chúng ta sẽ có full file đáp án chi tiết cho các em luôn, cộng với có cả file PDF đẹp luôn. Các em nhớ chưa? Vì thế tất cả các bạn theo dõi thì chúng ta nhớ chia sẻ về để tí nữa thầy còn gửi tặng các bạn. Ok không ạ? Tiếp tục, câu 15, đáp án gì nào? Đáp án gì các bạn? Hiện tại thì thầy vừa vừa cho mình cùng nhau lập kỷ lục là hôm nay là có 14.000 bạn đúng không ạ? Đã quá 12 giờ mà vẫn xem livestream của thầy Thuận chặt cô đấy. Các bạn thấy không? Rất đông luôn. Và thầy chúc cho toàn thể tất cả các bạn chúng ta đang xem livestream đây là những bạn đều rất chăm học đúng không? Chăm chỉ. Đó và chúc cho toàn thể tất cả các bạn năm nay phải đỗ Nguyễn bằng Một Ok không? Đó nhá. Tiếp tục 15 nào. Là gì? Nguyên hàm thằng này, đúng không? À, có công thức rồi nhưng các em phải nhớ đã phân biệt cho rõ vào bởi vì đạo hàm một cốt ấy. Thì bằng gì? Thì bằng trừ sin đúng không? Thì nguyên hàm một cốt thì chắc chắn là bằng xin. Đó là cái cách mà các bạn phân biệt đừng bao giờ nhầm nhầm dấu. Đó, nhưng chỗ này phải có 1 trên A. Đúng 1 trên A của chúng ta trong bài này là bằng mấy các bạn? Là bằng 1/2. Nên đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án A. Đó, đúng không? Còn như bạn bảo là công thức như thế nào thì các bạn phải xem lại như sau. Nguyên hàm của cốt A cộng B. Đấy. Thì bằng gì? Bằng 1 trên A nhân sin của A cộng B. Đúng không? Đấy, công thức đấy. A bằng mấy? A bằng 2. Đó. Được chưa các bạn? Chốt lại là đáp án gì? Đáp án A. Đúng không? 16. Đáp án gì? Tích phân từ 1 đến 2 của f(x)dx bằng 5. Không biết các bạn có nhìn được không nhỉ? Đấy, 1 đến 2 của f(x)dx bằng 5. Từ 2 đến 3 của f(x)dx bằng -2. Tìm thằng này. Thì các bạn nhìn thấy cái này không? 1 đến 2 của cái này thì bằng 5. 2 đến 3 thì bằng bằng -2. Vậy tìm 1 đến 3 thì các bạn sẽ sử dụng công thức gọi là công thức nối cận. Cụ thể là tích phân từ 1 đến 3 đúng không? của f(x)dx thì bằng gì? Bằng tích phân từ 1 đến 2 đúng không ạ? Cộng với tích phân từ gì các bạn? Từ 2 đến 3. Đó, tức là lấy hai thằng này cộng lại với nhau, đúng không? 5 trừ 2 còn 3. Đáp án Gọi là công thức nối cận của tích phân. Được chưa? Tiếp tục 17. 17. Tìm tích phân. Một là lấy mấy tính hướng? Nhưng thầy nghĩ là làm bằng tay nó cũng nhanh hơn, bởi vì nguyên hàm của x 3 thì chắc chắn bằng x 4 trên 4 thôi. Đúng không? Cận từ mấy? Cận từ 1 đến 2. Các bạn thay cận trên vào và cận dưới đúng không? Cận trên vào các em nhầm luôn này. 2 mũ 4 thì bằng 16, 16 chia 4 còn 4. Đúng không? Thay cận dưới vào chúng ta có trừ 1 phần 4. Thì mấy các bạn? 16 phần 4 trừ 1 phần 4 thì bằng mấy các bạn? 15 phần 4. Đó, đáp án gì? Đáp án D. Chuẩn chưa? 17 chuẩn chưa? D nhá, chốt đấy. Nhiều bạn đã comment cả câu 21 rồi cơ. Ui giời, độc trí có vẻ quá là siêu luôn nhỉ. <laughs> ok, tiếp tục. 18. Số phức liên hợp là các em nhớ là khi mà người ta cho các bạn số phức này thì số phức liên hợp là gì các bạn? Giữ thực và đổi ảo, đúng không? Ba các bạn giữ nguyên, cộng 2y các bạn đổi thành trừ 2y vậy đáp án đúng là gì các bạn? 18 đáp án gì đây? Đáp án gì? 3 trừ 2y thì nó chỉ có một cái thôi, đó là đáp án đáp án A thôi. Đúng không? Đó, ok không ạ? Nhìn thấy chưa? 19. Cho hai số phức xét và với đây tìm z trừ với bằng bao nhiêu? Z trừ với thì các bạn biết là hai số phức trừ nhau, lấy thực trừ thực và ảo trừ ảo đúng không? 3 2 còn một y trừ đi 3 y còn trừ 2 y 1 trừ 2 y thì luôn luôn đáp án là là b đó đúng chưa các bạn hình dung không tiếp tục 20 trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn cho số phức này có tọa độ là 3 trừ 2 y thì tọa độ là gì các bạn theo thứ tự là thực và ảo là 3 và trừ 2 đúng không 3 trừ 2 là bán nào đáp án d đó đúng chưa các bạn nhìn thấy không run quá thể ạ à? <laughs> có gì đâu mà run và chúng ta đã hoàn thành xong 20 câu đầu rồi đấy được 4 điểm rồi đấy, đúng không? 21 nào. 21 nào. Cho một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5. Tìm thể tích khối chóp đó thì các bạn nhớ là V chóp thì có 1/3. Đúng không? Diện tích đáy nhân chiều cao thì các bạn lấy 6 nhân 5 bằng 10 luôn, đúng không? Thế mấy? 30 chia 30 10 này. Đáp án gì? Đáp án A. Đúng không? Đó, câu 22. Khối hộp chữ nhật có 3 kích thước 2, 3 và 7 khối hợp chữ nhật thì các bạn sẽ hiểu rằng là chúng ta sẽ lấy gì các bạn lấy ba kích thước nhân vào với nhau là tìm thể tích nó giống như ở v của chúng ta bằng abc vậy mà đúng không thế anh nhầm đấy hai ba sáu sáu bảy bằng mấy các bạn là bằng bốn hai là bằng b đó được chưa các bạn để dùng chưa các bạn bảo câu 24 sai đề à không biết là các bạn đã xem chưa đây bây giờ thầy mới xem này đúng không thầy còn chưa nhìn đề cơ bây giờ mới xem này 23 thể tích v của khối nón có bán kính là r và chiều cao h các bạn nhớ nón là hình gì các bạn? Là hình có đỉnh đúng không? Thì chắc chắn thể tích của nó phải có 1 phần 3 Diện tích đáy nhân chiều cao Thì chúng ta chọn đáp án gì các bạn? Hai ba đáp án gì đây? 1 phần 3 PR bình nhân H đáp án gì? Đáp án D Đúng không ạ? Ok chưa? Các bạn bảo 24 sai đề gì nhá Chỗ này có bạn comment đi 24 sai rồi á Sao sai nhỉ? Bây giờ thử xem nhá Thầy còn chưa biết nữa Bây giờ đọc đây này Một hình trụ của bàn kính R bằng 4 Độ dài đường sinh bằng 3 Trụ nhá độ dài đường sinh của trụ thì các bạn nhớ thằng này chiều cao đúng không diện tích xung quanh của hình trụ đó là sao là sai đề sao sai đề hình trụ có bán kính là r bằng bốn đúng không độ dài đường sinh là l l bằng ba diện tích xung quanh của hình trụ đó thì các bạn nhớ diện tích xung quanh của một trụ bằng chu vi đáy nhân chiều cao hai p nhân h đúng không đó thì chúng ta suy ra thành như sau bằng hai p này r bao nhiêu r bằng h bằng bao nhiêu bằng ba đúng không thì chúng ta sẽ suy ra gì các bạn nhỉ? Suy ra gì đây? Suy ra gì bằng 8 đúng không? 8432 đúng không? Đó 8324 thế thôi, 24 bi. Đáp án gì? Đáp án C sau lại sai được các bạn nhỉ? Tại sao sai được? Chả có gì sai cả. Đây là hình trụ mà. Các bạn nhìn thấy hình trụ không? Đường sinh bằng 3. Bàn kính đại đã... ư gì có cái gì đâu mà nó to như này gì? Ây giời ơi, chả có gì sai cả. Ây giời ơi, sai cái gì? Các em nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Sao sai? Sai cái gì? Như bạn đường sinh nhỏ cái này á Thì làm sao? Đường sinh của một hình trụ nó là đường cao này này Đúng không? Ôi trời ơi Rồi còn bảo là, là bài này sai đây Thì thầy e, à, em luôn đấy Các bạn nhớ chưa? Đây là hình trụ chứ không phải hình nón đâu Mà sai với cả không sai Đường sinh của hình trụ nó là gì các bạn? Là đường cao luôn Nhớ chưa? Đó Ok không? Tiếp tục 25 năm Chiến đi Nhầm mình chóp thầy ạ à? Không, có nhầm gì hết Nó rất là sai được chứ còn trụ thì làm gì sai được Không bao giờ có chuyện sai Đúng chưa Hai năm nào Cho hai điểm A và B tìm, tìm, trung điểm của đoạn thẳng AB là trung điểm lấy điểm đầu cộng điểm cuối chia đôi Đúng không 1 cộng 3 bằng 4 chia đôi mấy nhà 2 Đúng không 1 cộng 1 bằng 2 chia đôi bằng 1 thôi Đã bàn B luôn này Đúng không Các bạn nhìn thấy không Đó Thì rõ ràng là gì các bạn nhỉ Có điểm A có điểm B rồi thì chúng làm gì các bạn nhỉ? Tìm trung điểm thì các bạn lấy điểm đầu cộng điểm cuối chia đôi. Đó là nguyên tắc rồi đúng không? Còn nếu trọng tâm thì là cộng lại chia 3. Đó, các bạn nhớ công thức không? À? Xong nhá. 25B. 26 nào. 26 27 nào. Tại các bạn để đây này, đây. Thầy để cho các bạn nhìn đấy. Bây giờ thầy mới nhìn đề đấy các bạn. Thầy sẽ chữa đề cho các bạn luôn cho nó lòng luôn các bạn nhá. Đó. Ok không? Không biết là các bạn có nhìn đề có dễ không nhỉ? <laughs> Được chưa được các bạn? Nào comment câu 26 cho thầy xem nào. Tất cả các bạn comment xuống dưới thầy xem nào. Đâu hết rồi. Tất cả các bạn đâu hết rồi, đâu hết rồi. Comment xuống dưới ngay và luôn cho thầy. Đúng không? Đừng để sai nhá. Cái này cái xin các bạn ấy Mấy câu này thầy đã ép các bạn là 40 câu đầu không được sai bất cứ một câu nào. Đúng không? Mặt cầu đây, bán kính là bán kính các bạn nhớ là đừng bảo bằng 9 là thầy ạ à game luôn đấy. Thằng này là gì? Là R bình, bán kính bằng 3. Đúng không? Đó, phương trình mặt cầu thì cái thằng đít này nó là là R bình, nếu các bạn thích nữa các bạn viết phương trình mặt cầu ra nhưng thầy nghĩ không cần đâu thằng này hỏi mỗi bàn kính thôi thì càng đít này nó phải là r bình đó được chưa 27 27 là bàn gì mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm m chắc chắn là chúng ta phải thử rồi đồng nghĩa phải thử hết các bạn đã đi qua có nghĩa là điểm m phải thuộc thay vào thôi đáp án gì thử đi các bạn thầy bây giờ mới thử các bạn này một này trừ hai này cộng một này đúng không nó thuộc đấy nhỉ Thằng này có vẻ thuộc này thử nốt đi thử hết tất cả các bạn cứ thử hết tất cả đi nhớ chưa đừng có chủ quan cứ thử hết tất cả đi xem nó như nào một này chữ hai này một này thằng này sai này đúng không một này cộng bốn này thằng này cũng sai này một này trừ bốn này cộng một này à thể sai luôn là bạn a đúng không mình làm cứ cẩn thận cứ thử hết đi bài này là không phải làm tay được mà phải bắt buộc phải thử rồi đúng không 28 tám là bạn gì ô z vector nào giờ đây là một vector chỉ phương của đường thẳng đi qua điểm O và điểm M. Đó, các bạn nhìn thấy không? Vector chỉ phương của đường thẳng đi qua điểm gốc tọa độ O và điểm M thì chắc chắn nó sẽ nhận vector OM làm vector gì các bạn? Vector chỉ phương. Đúng không? Vector OM nó cũng là bằng tọa độ điểm M luôn, nó là 1 trừ 2 và 1. Nhìn thấy không? 1 trừ 2 và 1 thằng nào đây? Rõ ràng là, là bạn D còn gì nữa. Đúng không ạ? Đường thẳng thì luôn luôn nhận chính cái gì vector đấy làm vector chỉ phương luôn. Ví đường thẳng OM thì nhận vector OM làm vector chỉ phương luôn. Hoặc các vector cùng phương với vector OM. Các em nhớ chưa? Bởi vì đường thẳng của chúng ta thì hiển nhiên có vô số vectơ chỉ phương mà. Đây chỉ là một trong các vectơ chỉ phương thôi. Nhớ chưa? Đó, 29. Đáp án gì đây? Chọn ngẫu nhiên một số trong 15 số nguyên dương đầu tiên xác suất để chọn được số chẵn bằng. Các bạn thấy không? Đây. Đấy. 29 đáp án gì? 15 số dương đầu tiên nhá. Nguyên dương đầu tiên như bạn bảo là số 0 phải số nguyên dương thì thầy cũng đấy, đấy chính đó là cái này mà thầy mới nói các bạn đấy. Nào, tất cả chúng ta comment xuống dưới nào. 15 số nguyên dương đầu tiên thì chúng ta biết là mới bắt đầu từ số mấy? Bắt đầu từ số mấy? Số 1 hay số 0? Số 0 thầy à em luôn đấy, số 1. Nguyên dương nhá. Số 0 không, không phải là số dương đâu. Bắt đầu từ số 1 đúng không? Đến số mấy? Đến số 15. Đúng chưa? Thì chắc chắn là có 15 số này. Xác suất để chọn được số chẵn nào thì các bạn đếm cho thầy xem từ 1 đến 15 có bao nhiêu số? Các bạn liệt kê ra luôn đi. 2 4, 6, 8, 10, 12, 14 Đúng không ạ? Nó liệt kê hết cho thầy Đúng chưa? Đó Chọn ngẫu nhiên một số trong 15 số Dương đầu tiên Thì các bạn để ý là có được số chẵn Thì chúng ta có 2, 4, 6 Đây, 2 này, 4 này, 6 này Đúng không? 7 số Đúng không? 7 phần 15 là bàn C Được chưa? Còn nếu bạn nào bảo là từ số 0 là các em sẽ toàn luôn phải phải cẩn thận nhá Nguyên dương của chúng ta là bắt đầu từ số 1 Đúng không? Tiếp tục câu 30 Đáp án gì? Đáp án gì các bạn? Hàm số nào sau đây đồng biến trên R Thì theo như phương pháp loại trừ thì các bạn có quyền các bạn loại như thế này Là một nốt nhạc thôi thằng này loại luôn từ vòng người xe Thằng này không bao giờ đồng biến trên R được Bởi vì nó nếu có đồng biến thì nó cũng đồng biến trên gì? Tên tập xác định Đúng không? Parabol không bao giờ đồng biến trên R được Hàm số bậc 4 trung phương không bao giờ đồng biến trên R được các bạn. Đủ chưa? Thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ còn lại đáp án này. Đó, đúng chưa? Bậc 4 trùng phương với parabol không bao đồng biến trên R mà luôn luôn có cả đồng biến có cả nghịch biến. Hạ bậc nhất thì nhất thì cũng trả về đồng biến trên R được. Các em nắm được tính chất thì thầy nghĩ rằng là chúng ta sẽ giải quyết rất là nhanh. Các em nhớ chưa? Đó. Sau 31 thì B được Kalim À 30 gì? Ok, thầy còn hú hồn tưởng là 30 mà các bạn chọn B là thầy cũng ạ à, em luôn đấy, đúng không? 31 là án gì? Gọi M lớn và M lớn nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số này. Ok, bây giờ các em lấy máy tính bấm thôi, đúng không? Bấm luôn. Có gì đâu mà, đúng không? bấm mút 8 này X mũ 4 à, x mũ 4 này đúng không? Trừ 2 x bình à 2 x bình này Đúng chưa, cộng 3 Rồi Khoảng từ 0 đến 2 à, 0 bằng này, 2 bằng này, bức nhảy các bạn cho 0 đến 1 đi, bấm bằng đi cho xem nào Đúng không? Bằng mấy các bạn, tổng 10 lớn cộng 10 nhỏ à? à Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, ok bây giờ các em xem nào, 3 này Lướt đi các bạn, lướt qua nhá, xem nào 2 à À đây đây đây, đây. Ui, ơi, đây. 11 là mắc Hình như min nó bằng 2 thì phải Đúng không? Mắc bằng 11 Min bằng 2 Chỗ nào Thì tổng mới lớn cộng mới nhỏ là các bạn lấy 11 này Cộng 12 Thì bằng mấy các bạn 13 Đáp án gì Đáp án D Đúng chưa Đó Tiếp tục 32 Tập nghiệm của bất phương trình Ok đây 32 nào Các em nhìn thấy không Tất cả các bạn comment xuống dưới nào Tất cả các bạn đấu hết rồi Comment đáp án xuống dưới cho thầy đi Xem đáp án gì nào Đó 100% phải làm được Ít nhất là 35 câu rồi Không được sai bất cứ một câu nào các bạn nghe kỹ cho thầy nhá Không được phép sai bất cứ một câu nào hết Đó Ok chưa các bạn Nào 32 giải bất phương trình nào Đáp án gì đây Đáp án gì Đáp án gì Các em nhớ chia sẻ live trên này về nhá Để chúng ta có thể lưu lại được đúng không 3 mũ 4 chữ x binh Lớn bằng 27 Theo các bạn bài này có điều kiện xác định không Nào theo các bạn có bài này có điều kiện xác định không Đây là bất phương trình mũ đúng không Không cần điều kiện xác định nó chỉ có khi mà nó có trường đặc biệt ví dụ như là phân số hoặc là có chữ cắt thôi các bài này thì nghĩ không cần mà chúng ta giải quyết luôn đúng không tương đương này giải quyết nhanh nhá ba mũ bốn chữ bình đây lớn hơn bằng 27 thì 27 của chúng ta bằng 3 mũ 3 đúng không có cùng cơ số thì các bạn hiểu rằng là chúng ta tương đương 4 chữ x bình của thầy sẽ lớn bằng 3 tương đương với x bình của thầy làm sao các bạn nhỉ Bén bằng 1 đúng không Bén bằng 1 thì x của chúng ta nó nằm trong đoạn từ chữ 1 đến 1 thôi có gì đâu mà căng đó, đúng không? Quá nhẹ nhàng quá tình cảm là bàn gì nhỉ? Đáp án A. Đúng chưa? Đã tìm điều kiện xác định đảo cái gì nữa? Nhiều bạn còn đặt tùm lum hết cả lên, chả cần. Đúng không? Tiếp tục 33. Tích phân từ 1 đến 3 của thằng này bằng 5 thì cái này bằng gì? Đúng không? Thì các bạn phải hiểu là bài này là nó sẽ hỏi các bạn về các tính chất của tích phân. Riêng tất cả những dạng này thì các em cứ tự tin là mình tách ra thành các tích phân con. Cụ thể như sau. Chúng ta tách ngay nhá, thành gì? hai lần tích phân từ 1 đến 3 đúng không? của fxd đúng không? cộng với tích phân từ 1 đến 3 của gì các bạn? của dx thì bằng mấy các bạn? bằng 5 đúng không? đó, một dx thực ra thì các bạn có thể viết một hoặc không được đúng không? nhưng các bạn để ý này hai lần này tích phân từ 1 đến 3 của fxd cộng với cái này các bạn nhầm được một mấy nguyên hàm của 1 là bằng x tóm lại là bằng x cận từ 1 đến 3 bằng 5 đúng chưa? Cái này các bạn thay cận trên vào thì chúng ta biết là mấy nhỉ? 3 1 còn 2 Đúng không? 5 2 thì còn mấy các bạn? Bằng 3 thôi Từ đấy thì các bạn sẽ suy ra nhanh và luôn đó là Tích phân từ 1 đến 3 của dx Đúng không? Thì bằng mấy? 3 phần 2 Tốt chưa? 3 phần 2 là bằng D Đó, đơn giản không? Đó, đơn giản chưa? Tiếp tục 34 34 Được chưa các bạn? Sao 31 1B chứ thầy là sao? Sao 31 lại chọn B được? 31 D chứ. Ui giời ơi, sao 31 thì các bạn lại chọn B là như thế nào các bạn nhỉ? Min bằng 2 mà. Mắc bằng 11 mà. Đây này. Sao lại chọn D được? Các bạn lại lại toang rồi. Các bạn để kỹ nhá, đây, còn hai là min đây này, còn thầy còn lưu lại cái phép tính này, mắc bằng 11 thế này. Các bạn đừng có nói linh tinh. Đúng chưa? Đó, các bạn nhớ cho thầy nhá. Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 34. Và từ các bạn phải cẩn thận đấy. Ui nhiều ông còn chọn bài này B thì thầy phí lắm sai mà một câu quá phi luôn đúng không cho số phức này tìm mô đun của số phức này bằng bao nhiêu ừ, thầy nghĩ là bấm máy được đúng không chúng ta bấm máy một hai này gì đâu mà căng đúng không bấm luôn bay bay này Chứ cứ đảm bảo yên tâm là bấm luôn ship abs là mô đun một cộng y bấm cho nó chắc các bạn ạ. thực ra thì thầy biết làm tay cũng được thôi nhưng mà thầy nghĩ là bấm máy cho nó chắc bởi vì thầy sợ rằng là các bạn xảy chân thôi đúng không nhân z là chính là nhân cho ba cộng bốn y nhá ba cộng bốn y đây nó bằng thầy một phát nào 5 căn 2 xong chưa? 5 căn 2 là bàn D, không bao giờ sai được. Đó. Được chưa? Tiếp tục câu 35. Cho hình hộp chữ nhật đây. Đúng không ạ? Hình hộp chữ nhật tức là gì các bạn? Là tất cả nó đều là hình chữ nhật rồi. Tức là nó sẽ có các cạnh bên vuông góc với đáy này đúng không? Các mặt bên hình chữ nhật này nó hiểu hiển nhiên. Bây giờ người ta cho các bạn gì đây? Chúng ta chú ý này. AB bằng AD bằng 2 à? AB đâu? AB bằng 2 này. AD cũng bằng 2 này, tức là dưới đáy là hình vuông nhá. A phải bằng A căn 2. A căn 2 là chiều cao. Đúng không? 2 căn 2 chứ không phải A căn 2, 2 căn 2, 2 nhá, căn 2. Đúng không? Đừng che đề thầy ở đây, đây thầy có che đâu, để các bạn nhìn cho rõ. Đây đúng không? Đây 2 căn 2 này. Đó là chiều cao đây. Bây giờ người ta bảo góc tạo bởi giữa đường thẳng CA, CA và đáy ABCD. Chắc chắn 100% là góc này. Đúng không? Góc này đây, chính nó đây. Đó, đúng không? Góc này có alpha đi. Oh, oh. Phần men chưa các bạn? Bằng mấy? bằng mấy độ tất cả phải làm được luôn các bạn nhé đáp án gì AC của chúng ta nó là đường chéo trong hình vuông thì nó bằng a căn hai tức là tóm lại là bằng hai căn hai luôn các bạn nhầm đến như thế nhá và tam giác a phẩy ac đây nó là tam giác vuông ở đâu vuông tại a cụ thể là tam giác vuông cân luôn đúng không bởi vì có hai cạnh này, này. a phẩy này và cạnh ac này rõ ràng là bằng mấy các bạn nó sẽ là bằng nhau đó nên chắc chắn này tam giác vuông cân mà tam giác vuông cân thì góc của nó bằng 45 độ thì là án b đây là một trong dạng mà các bạn phải nhớ Đi thi người ta rất hay gọi hỏi góc tạo bởi đường và mặt, Thì các em nhớ được tính chất thì thầy nghĩ nó rất là ok Không cần phải trình bày quá nhiều Các bạn hiểu được rồi Đúng không? 7 điểm rồi đấy, đúng không? Chúc mừng tất cả các bạn là chúng ta vừa hoạt, hoàn thành xong 7 điểm rồi <laughs> Ok không ạ? <laughs> ok chưa? Đó, tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 36 này, 36 Tất cả các bạn chúng ta đã hoàn thành xong 7 điểm Một cách rất dễ dàng Mục tiêu của chúng ta 35 câu đầu không được sai bất cứ một câu nào và chúng ta đã hoàn thành xong. Đúng không? Tiếp tục 36. Đó. 36 nào? 36 36 đã ban gì? <laughs> Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có độ dài cạnh đáy bằng 2. Cạnh đáy bằng 2 đây. Chóp đều nhá, đều nhá. Chóp tứ giác đều thì các bạn hiểu là đáy là hình vuông. Hiểu chưa? Đó, và chiều cao là SO. Đây, nhìn cho thầy tính chất này là thầy nghĩ là cũng không cần phải lăn tăn ở đâu đúng không SO đây đó mình thấy không ạ ngày mai thì thầy sẽ vẽ lại hình cho các bạn và có những cái file đề nó đẹp hơn và hình nó to nó đẹp hơn nhưng đây là đề của bộ nên thầy in ra theo kiểu là nguyên zin hiểu chưa nhìn thấy không hình chóp từ nhất đều là đáy của chúng ta hình vuông tất cả các cạnh bên bằng nhau nhưng chưa chắc bằng với đáy và SO là điều đường cao đúng không đây người ta cho các bạn gì đây cạnh đáy bằng hai rồi độ dài cạnh bên bằng ba khoảng cách từ S đến mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ mặt này, này khoảng cách này từ S này đến mặt phẳng đáy ABCD. Đúng không? Thì nó là gì? Là s Có đúng không? SOH gì nữa, nó khoảng cách đó, nó tóm lại nó nó chính bắt các bạn tìm gì tìm chiều cao của đỉnh chóp. Đúng chưa? Đó thì chúng ta sẽ suy ra thầy bây giờ các bạn phải gắn nó vào một tam giác vuông gì đấy cũng được, nhưng thầy nghĩ là tam giác đẹp nhất là SOD vuông ở ô Đúng không? Bây giờ các em nhầm này, dùng não để chúng ta tư duy nhanh này. OD bằng mấy? OD bằng mấy các bạn? Bằng căn 2. Nhầm được không? Tại sao lại biết OD bằng căn 2 hay vậy? Bởi vì đường chéo BD bằng A 2A 2 căn 2 thì cạnh OD bằng một nửa là bằng căn 2. Tam giác SOD là ta vuông tại O thì các bạn sẽ tìm ra theo định lý Pitago thôi, chúng ta có luôn này. Đây. NO bằng căn bậc 2 của SD bình. Đúng không? Trừ OD bình đó Thì các bạn vào việc luôn SO bằng gì 3 bình bằng 9 này 9 chữ 2 này Đúng không Thì bằng mấy Bằng căn 7 Đáp bán gì nào? đó nha Ok không ạ Hiểu chưa 36 a nhá Tiếp tục 37 37 đây Được chưa các bạn Ok không 36 xong nhá 37 nào đáp án gì đấy các bạn đáp án gì đáp án gì đáp án gì nào tất cả chúng ta cùng comment xuống dưới thầy đi để thầy để những đề các bạn nhìn trước này để cùng làm với thầy luôn thầy còn chưa xem đề cơ đúng không thầy còn chưa hề xem thầy thề các bạn còn chưa hề xem bất cứ một câu nào trong đề này luôn có một phát là thầy livestream cho các em luôn đấy được chưa <laughs> rồi tiếp tục câu 37 đáp án gì comment nhanh và luôn cho thầy xuống dưới đi đáp án gì cậu này mà không làm được nữa thì thầy ạ à các em luôn đấy đúng không Quá đơn giản và tất cả các bạn đã theo dõi thì chúng ta nhớ chia sẻ về và thả tim thầy nhá. OXZ mặt cầu có tâm là gốc tọa độ đi qua điểm M có phương trình là đó. Tâm là gốc tọa độ thì các em chỉ cần nhớ phương trình mặt cầu có dạng là x a tất cả bình đúng không? Cộng y trừ b tất cả bình cộng với gì các bạn z trừ c tất cả bình thì bằng gì? R bình. Nhưng bài này có tâm là gốc tọa độ thì có nghĩa là ABC của chúng ta lần lượt là bằng không hết thì các em có thể rút ngắn đó là phương trình gì các bạn? X bình cộng y bình cộng gen bình thì bằng gì các bạn? R bình. Đúng chưa? Nhưng bài này R là gì? R của chúng ta chắc chắn là OM. Đúng không ạ? OR của chúng ta chắc chắn là bằng đoạn OM. Các em tính nhanh OM mấy là bằng 2. Thì bỏ vào đây là phải bình phương lên bằng 4. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đáp án gì? Đáp án B. Đó. Đúng chưa các bạn? Mặt cầu có tâm là gốc tọa độ với nhau không phải tâm M đâu nhá. Đọc kỹ đề vào nhiều ông chọn C là thầy xin chịu các bạn ấy. Nhớ chưa? Mặc dù biết là bán kính bằng 4 thật bằng bằng ký bằng hai bình phương đây bằng 4 nhưng không phải là bàn c đâu nhé nhớ chưa đó bởi vì sao đây là tâm gốc tọa độ cơ mà a, b, C là bằng không không hết chứ không phải tâm là m đâu nhá tiếp tục 38 tám ôi Z đây đúng không 38 nào ôi Z đây cho hai điểm a và b có phương trình tham số ra đó các bạn nhìn thấy không ạ thực ra thì các bạn nhớ chút thầy này, này Phương trình tham số thì mặc định có dạng một dạng thôi, x bằng x0 cộng at. y bằng y0 cộng bt đúng không? Z thì làm gì các bạn? Bằng z0 cộng với ct. Đó. Đúng chưa các bạn? Thầy ơi sao không có xác suất vậy thầy? Bài này chưa có xác suất này các bạn. À rồi thầy thấy rồi, thầy cũng chưa nhìn đề cơ, nhưng mà các bạn nhớ này. Hôm trước thì bộ có nói rằng là nếu như mà hiện tại ngày này năm ngoái này mà các bạn 2K3 đang học sinh lớp 11 đấy đúng không? Các bạn không học phần gì thì chứng tỏ năm nay không thi phần đấy đúng không đó là một nguyên tắc nên các bạn có thể là nếu bạn nào yếu xác suất đấy đó là một lợi thế của các bạn bởi vì chúng ta có thêm cơ hội để các bạn làm được thêm các câu khác đúng không đó chuẩn chưa các bạn được chưa nào trong phương trình tham số này ABC là vector chỉ phương x0 y0 z0 là một điểm nó đi qua đúng không ạ và các bạn nhớ này bài ngày này bảo đi qua điểm A và B thì chắc chắn vector AB nó là một trong các vector chỉ phương các bạn lấy điểm B trừ điểm A thầy nhanh nào 2 1 một, còn một này -1 trừ -2 trừ là -3 này. 1 trừ đi -1 trừ là bằng 2 này. Đúng không ạ? Thì vectơ chỉ phương này nó đóng vai cho ABC thì các bạn loại cho thầy đáp án xem đáp án nào nào. 1 -3 2 đúng không? Ở thằng nào cũng 1 -3 2 à? Thằng này sai này, đúng không? Thằng này sai này. Đó, thằng này cũng sai này. Thì còn hai đáp án này thôi. Đúng không? Nhưng nó đi qua điểm nào đây? Đi qua điểm A. 1 2 -1 này, 1 2 -1 này. Đúng không? Thì đáp án gì? Đáp án A luôn. Đó, đúng chưa các bạn? là câu 38A nhá. Tiếp tục 39, 39 là câu hay này. Em không thấy lãi suất nữa thầy ạ. <laughs> lãi suất thì không được bỏ các bạn bởi vì lãi suất nó không phải là nằm trong chương trình lớp 11 mà lãi suất bản chất là nằm trong chương về loga, hiểu chưa? Nào. Câu 39, 39, 39. 39 nào, 39, 39. Đáp án gì? May quá em sát suất em ngu ạ. <laughs> Đây, câu này rất hay các bạn. Đó, cho hàm số fx đồ thị của fx như đường cong đây fx đây ok không đấy giá trị lớn nhất của hàm số này trên đoạn từ 3 phần 2 trừ 3 phần 2 đến 2 là uhm, hay đấy đúng không được chưa thầy sai 37 thầy ơi là sao 37 chốt mà 37 đáp án b mà sao lại sai được bạn Nguyên Mạnh Dũng nhá 37B mà các em đúng không? Đó. Để cho các bạn tiếp tục chúng ta làm câu bài 9 nào. Theo các bạn bài 9 chúng ta làm nhau đây. Thường thường bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một hàm số như này thì thầy nghĩ là các em có thể vẽ bảng biến thiên ra. Đúng không? Các em đặt cũng được hoặc không đặt cũng được nhưng thầy nghĩ bài này nó dễ thì các bạn làm trực tiếp luôn cũng được nhá. Đó, chúng ta chú ý này. Chú ý nhá. r bằng căn 2. Sao mà ơ các bạn làm sao nhỉ? Cậu 7 dưới sau là, 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 là R bằng căn 2 được Ô bờ bằng 2 mà Ôi chết thật các bạn Ô, Có nhiều bạn làm sao nhỉ Có vẻ là toang nhiều lắm đấy các bạn Đúng không Câu A9 này chúng ta chú ý này Đầu tiên các bạn tính đạo hàm nhá Tóm lại các bạn vẽ bảng về thiên GX ra, ra đúng không Bước 1 ta có G phải x bằng Những vẽ bảng về thiên trên này thôi này, này 2 đúng không nhân F phải của 2x Đó trừ đi mấy các bạn trừ 4 Đúng không chúng ta cho bằng 0 thôi đó, nhớ chưa? Chúng ta bằng không thôi. Đúng chưa? Rồi, chúng ta sẽ tương đương với F phẩy của 2X là bằng mấy các bạn? Là bằng 2. Đúng không? Nhưng mà giải phương trình này như nào thì thực ra thì các bạn nhớ bản chất thằng này là hàm hợp. Thì các bạn giải hàm đơn ra trước đây. Hàm đơn chúng ta đây. Hàm đơn là giao điểm của đồ thị F với đường thẳng Y2 thì nó cắt tại mấy điểm? Một điểm này, hai điểm này, điểm này, ba điểm và bốn điểm. Đúng không? Chúng ta có tổng cộng là bốn nghiệm. Gồm có x bằng A. Đúng không? A này đang bén trừ 3. Đúng chưa? Thằng này x bằng 0. Đúng không ạ? Nhưng các bạn phải nhớ điểm này điểm tiếp xúc. Điểm tiếp theo x bằng 2. Đúng chưa? Tiếp theo nữa là x bằng mấy các bạn? X bằng uh, B. Nhưng mà B này thì hiển nhiên nó đang lớn hơn mấy các bạn lớn 4. Đúng chưa các bạn? Thì chung không? Đây là giải hàm đơn đấy. Sau đó thì các bạn giải hàm hợp thì bản chất chúng ta sẽ thay vào đây là 2x, 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 là xong ngay người ta thay lõi cho nó nhanh ấy. Hiểu không? Đó, các bạn cứ liệt kê tất cả các điều kiện này ra đã. Sau đó thì có một cái điều mà thầy muốn nhấn mạnh với các em này, đẳng cấp thực sự của chúng ta để vẽ bảng mệnh thiên nó giống EC như kiểu là tìm cực trị vậy, nhưng hai bằng không là phải loại đi điểm này điểm tiếp xúc. Phải loại nó đi. Nhớ chưa? Thì mình sẽ tìm ra tất cả chúng ta có những hành nghiệm này. Thứ nhất, x bằng a trên 2, cứ viết ra đã. Nhớ chưa? a nhỏ trừ 3 ở đây. a nhỏ trừ 3. Đó, có những nhiều bạn nhắc điều kiện thầy thừa hiểu ra, từ từ đã, đừng có vội. x bằng 1 đây, Nhớ chưa? Cứ từ từ đã các bạn, đừng có vội. Ý. Hà Nội không vội đâu. Tiếp tục x bằng gì? B trên 2. Và B như lớn 4 nhá. Đây viết rõ ràng là B lớn 4. Nhưng cái tập xác định của chúng ta chỉ cần vẽ bảng biến thiên này các bạn vẽ bảng biến thiên của cái hàm số g ấy. Nhưng chúng ta chỉ vẽ trên đoạn từ gì các bạn là trừ 3 phần 2 đến hai thôi. Đó, nên các bạn sẽ xem là những cái điểm nào mà loại đúng không ạ? Thì những chúng ta loại đi thôi. Đó, được chưa? Các bạn xem này. Trừ 3 phần 2 x của chúng ta là bé trừ ba nhé, bỏ vào đây thì làm sao thằng này làm sao các bạn auto là loại đúng không b lớn 4 b lớn 4 thì chắc chắn là chúng ta chỉ có một nghiệm duy nhất là nằm trong khoảng từ một thôi nhưng khi mà vẽ bảng máy thiên thầy dạy các bạn vẽ này đấy, thầy dạy cho các em vẽ cho nó chuẩn nhá các bạn đừng có vội vàng quá loại tùm lum hết cả là lên là sai đấy x này g phải x này và đây là gì là gx các bạn nhớ chưa ba điểm này chắc chắn là ba điểm cực trị của hàm số gx còn thằng x bằng 0 này thì cái điều tinh tế nhất là các bạn loại từ vòng gửi xe cho thầy. Tại sao loại? Bởi vì điểm, điểm, tiếp xúc. Điểm tiếp xúc không bao giờ làm cho đoạn đan dấu nên các bạn có quyền loại từ luôn từ vòng gửi xe. Các bạn nhớ chưa? Đó, nên chúng ta suy ra này. Cứ viết đầy đủ vào thầy nhá. Như sau. Thằng này là một nằm giữa này, đúng không? Chúng ta có A trên 2 đây. Đó, có B trên 2 đây, đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa các bạn? Thằng này không là tất cả đây là bằng không hết. Bây giờ các bạn so sánh đi, so sánh trong trái ngoài cùng nhưng thầy nghĩ là chúng ta so sánh rất đơn giản thôi. Để thầy dạy các bạn cách xét này. Thầy dạy các bạn cách xét nhá. Đầu tiên trong khoảng từ đâu nhỉ? Trong khoảng từ A cho đến 2 đi, đúng không? Thì các bạn thấy độ đồ, đồ thị đạo hàm ấy hiện tại nó đang nằm trên so với đường thẳng, tức là nó phải mang dấu dương, tức là thằng này phải dương này, y phải này này. Đó, phải dương. Lý do bởi vì trên khoảng từ A này đến 2 thì đồ thị đạo hàm nó nằm trên so với đường thẳng này. Hiểu không? Đó, nên chắc chắn tất cả những thằng này đều phải mang dầu dương, gồm có cho đến cho đến mấy các bạn, cho đến một đây là mang dầu dương này. Hiểu không? Đó, tất cả những khoản còn lại đan dấu trừ đây. Cộng đây. Trừ đây. Hiểu chưa? Đó, nhớ chưa thầy nhá. Như bạn hỏi loại cái gì? Vấn đề nó nằm chỗ như này. 3 phần 2 trừ 3 phần 2 nằm đâu? Trừ 3 phần 2 nằm đây này. Đó. Được chưa các bạn? Hiểu không? B lớn 4 nhá Thì B trên 2 Đó đây Thì suy ra 2 nằm đây này Đó Hiểu không ạ Khi mà các bạn vẽ bằng bảng biến thiên xong thì Chúng ta mới nhận định là Cái mà chúng ta cần tìm là gì Đây Cộng đi lên đây Đúng không Trừ đi xuống đây Và Đây là giá trị G tại 1 đây Các bạn nhìn thấy không ạ G tại 1 là giá trị lớn nhất Chuẩn chưa Vậy G tại 1 thì các bạn thay x bằng 1 vào đây Các bạn nhìn thấy không ạ Thì đáp án gì Các bạn gì các bạn hiểu không ạ? Đây, tóm lại chúng ta vẽ bảng biểu thiên thì chúng ta kết luận là mắc của nó luôn luôn bằng g tại 1. Đúng không? G tại 1 thì các bạn thấy x bằng 1 vào đây. Đây là gx mà. Đúng không? Thì chúng ta có f tại 2 trừ cho 4 thôi, được chưa? f tại 2 này mà trừ cho 4 này xong chưa? Đáp án gì? Đáp án C. Đó. Hiểu không? Đây là thầy làm chi tiết cho các bạn để các bạn hiểu thôi, còn nếu như con trách nghiệm thì hiển nhiên các bạn có thể làm nhanh hơn một chút. Lý do bởi vì các bạn hiểu vấn đề tại sao phải loại. Cái điểm nhấn của chúng ta trong mày là x bằng không loại luôn thầy. Được chưa các bạn? Nhớ nhá, cẩn thận giúp thầy. Tiếp tục câu 40, câu 41, đúng không? Câu 42. Câu nào dễ thì các bạn làm trước nhá. Thầy sẽ chữa các bạn các câu dễ dễ trước các bạn nhá. Hiểu không? Tiếp tục. 40 à? 40, 41, 42. Thôi rồi làm mấy câu này trước đi các bạn nhá. Mấy câu này dễ dễ thì có vẻ là dễ này. Đây, 42, 43, 44 trước đi đúng không? Làm câu nào dễ thì chúng ta làm trước đi nhá. Đó, câu này thì nhìn có vẻ nó hơi cũng lằng nhằng phết đấy để tí nữa chúng ta chữa sau đúng không? 42 nào. 43, 41 này vẫn dễ này, 40 này vẫn dễ nhưng mà nó đòi hỏi biện luận thì thầy sẽ chữa các bạn từ dễ đến khó luôn. Được chưa? Ok không ạ? Tiếp tục câu 42 nhá. Cho có bao nhiêu số phức Z thỏa mãn cái này là gì các bạn? À hai điều kiện rồi, hai điều kiện. Chính xác. Đúng chưa? Đó, chúng ta chú ý này. Số phức Z thì các bạn sẽ gọi Z thường thường là bằng x cộng y hoặc là các bạn gọi Z bằng a cộng Y cũng được. Tùy các bạn. Nhưng chúng ta có điều kiện thứ nhất đây mô đun của Z bằng căn 2 thì các bạn sẽ suy ra là căn bậc 2 của x bình cộng y bình đúng không bằng căn 2 thì chắc chắn chúng ta có một phương trình đầu tiên đó là x bình cộng y bình bằng mấy các bạn bằng hai đã một chú để lại đã nhá đúng không để lại đã một chú đã tiếp tục thằng này số tuần nào chắc chắn mình thay Z bằng vào đây thôi đúng không chúng ta có điều kiện số 2 điều kiện số 1 này điều kiện số 2 các bạn thay vào đây chúng ta có này thay vào nhóm, nhóm lại luôn nhá x cộng với gì y nhân 2 Đúng không ạ? Nhân y. Được chưa? nhóm lại luôn đấy. Tiếp tục. Z ngang. Z ngang thì các bạn hiểu nó là số phức liên hợp. Thì về bản chất nó là x trừ 2 luôn. Đúng không ạ? Và trừ cho y Đó. Hiểu chưa các bạn? Hiểu chưa? Hiểu chưa các bạn? Hiểu chưa? Hiểu chưa? X cộng với y cộng 2 nhân y. Cái này. Nhưng mà nó là số tuần nào? Thực ra thì các bạn sẽ suy ra số tuần nào khi nào? Nó chính là thực bằng không. Đúng không ạ? Nó là gì? Là số thuần nào đó vậy số thuần nào với nào khi chắc chắn thực của nó bằng không đúng chưa các bạn mà thực bằng không thì các bạn sẽ hiểu là lấy lâu pha phần thực là lấy thực thằng này nhân thực thằng này trừ ảo thằng này nhân ảo thằng này thầy dạy các bạn rồi đúng không ạ phần thực của chúng ta gồm có như sau bản chất đây là hai số vức nhân với nhau nhé hai số vức nhân với nhau thì nó vẫn tạo tạo ra một số phức mới nhưng cái chính là các bạn chỉ cần tìm ra phần thực đúng không và cho phần thực để bằng không nên chúng ta có này x nhân x trừ hai Đúng chưa? Đó, trừ cho ảo như thế nào? Chính là trừ cho trừ là thành cộng này, y này, đúng không? Nhân với gì các bạn? Y cộng 2. Đó, bằng không? Bằng không thôi. Như thế không? Như bạn hỏi tại sao lại cộng vậy thầy? Bởi vì các bạn nhớ là y bình của chúng ta bằng trừ 1. Bản chất nó cũng chỉ như thế thôi nhá. Và chắc chắn đây là một phương trình đường tròn tiếp theo. Chúng ta có x bình, đúng không? Đó, trừ 2x, đúng không? Cộng với y bình cộng với gì các bạn? Cộng với 2y thì bằng 0 các bạn có thể thêm bớt cho nó dễ nhé chúng ta có x trừ một tất cả bình này cộng với y cộng một tất cả bình này đúng không thì bằng mấy các bạn thằng này thêm một thằng này thêm một thì bằng này bên này bằng hai đó đẹp ra chưa chốt lại chốt lại đây là phương trình thứ hai đúng không đây là phương trình thứ hai vậy sau khi mà mình giải xong thì người ta hỏi các bạn có bao nhiêu số phức thỏa mãn thì thực ra thì các bạn sẽ kiểm tra xem liệu hai phương trình này có bao nhiêu nghiệm đúng không thì chúng ta sẽ giải một hệ phương trình ra phương trình thứ nhất này x bình này cộng y bình này đúng bằng hai không phương trình thứ hai này x bình này x trừ một tất cả bình này đúng không cộng với y cộng một tất cả bình thì bằng mấy các bạn bằng hai xem là nó có bao nhiêu nghiệm thì chắc chắn có bấy nhiêu số phức thỏa mãn tuy nhiên là thầy nghĩ là các em không cần phải giải chi tiết ra bởi vì chúng ta cần tìm và tìm số lượng nên bài này chúng ta sẽ chuyển về bài toán tương giao của hai đường tròn đó hiểu không tương giao của hai đường tròn có nghĩa là như sau đường tròn thứ nhất là tâm ô không không đúng không bán kính bằng hai bằng căn 2 thì đúng hơn. Thằng này r bằng căn 2 này. Đó, đúng không ạ? Thằng này cũng r bằng căn 2. Được chưa? Tâm của thằng này là 0 0, tâm của thằng này là 1 và trừ 1 đúng không? Tâm y thằng này là 1 này, trừ 1 này. Hiểu không? Tâm này là 0 0. Thì các bạn sẽ suy ra thầy như thế này này. Đó, suy ra nhá. Để tâm mô rồi đúng không? Bán kính r bằng căn 2 đây. Thì các bạn xem đường tròn này có vị trí tương đối như thế nào so với đường tròn này. Nó cắt nhau hay là nó là tiếp xúc hay là như thế nào. Đúng không? Thì bằng cách là các bạn tìm đoạn IO ra. Độ dài IO thì hiển nhiên nó sẽ bằng căn 2 luôn. Đó. Thấy không các bạn? Thì suy ra gì đây? Suy ra gì đây? Bạn đã biết không? Suy ra điểm Y của chúng ta về bản chất nó đang nằm trên đường tròn này luôn. Đó, đúng không ạ? Hiểu không? Hiểu chưa? Đây, IO đây. IO của chúng ta hiện hiện tại nó đang bằng căn 2. Đúng không? Đó, mà bằng căn 2 thì chúng ta sẽ suy ra bằng với bán kính luôn. Bằng bán kính luôn. Từ đấy thì mình suy ra tâm y của chúng ta hiện tại nó đang nằm ở đâu? Nằm trên đường tròn này. Vậy đây điểm y này. Đúng không? Bán kính cũng bằng căn 2 thì về bản chất đây. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, xong rồi đấy. Các bạn nhìn thấy vị trí tương đối của hai đường tròn không? Bản chất hai đường tròn này các bạn không cần quan tâm quá nhiều, chỉ cần quan tâm là hai đường tròn này sẽ có vị trí tương đối là cắt nhau. Đó, đúng không? Cắt nhau, cắt nhau tại mấy điểm? hai điểm phân biệt thì các bạn sẽ suy ra bàn gì các bạn nhỉ? Đáp án C. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đơn giản không? Quá đơn giản là gì nữa. Nhưng mà điều quan trọng nhất là các bạn phải nhớ rằng là chắc chắn chúng ta sẽ chuyển về tương giao. Ví dụ thằng này là số thuần nào khi nào? Thực bằng không. Thằng này là phương trình đường tròn. Đúng không? Các bạn không cần phải giải chi tiết cụ thể ra nhưng chỉ cần biết vị trí của hai đường tròn này đang cắt nhau thì nó sẽ có hai nghiệm. Đúng không? Không có tiếp xúc tiếp xúc gì nhá. Tiếp xúc không bao giờ có. Đúng không? Không bao giờ có trường hợp ngoại lệ. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 43. Rồi. Cho hành cho bên ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng A, SA vuông góc với đáy, SA vuông góc đáy đây. Đó, đúng không? Góc giữa SA và mặt phẳng đáy à? Góc giữa SA và mặt phẳng SBC 45 độ, tam giác đều. Ok, bây giờ chúng ta tìm góc giữa SA này và mặt phẳng SBC à? Rồi. Tìm thể tích khối chóp. Đầu tiên các bạn sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta gọi Y là trung điểm của BC này, đúng không? Chúng ta AI với nhau nhá. Đó mặc dù hơi muộn rồi nhưng mà thầy nghĩ là chúng ta vẫn chiến được đúng không ạ? Cố gắng lên các bạn. Đó. Thì góc tạo bởi giữa đường thẳng SA và mặt phẳng SBC thì ít nhiều gì các bạn phải biết là góc này này. Là 45 độ. Đúng không? Thế còn gì nữa? Quá đơn giản còn gì nữa? Ui giời ơi. <laughs> các bạn thấy không? Có hiểu vấn đề không? Như bạn hỏi tại sao góc này bởi kem nhớ bản chất là gì? Bản chất là gì? Góc tạo bởi giữa một đường thẳng và một mặt phẳng là góc tạo bởi chính bản thân đường thẳng đó và hình chiếu. Nếu các bạn thích các bạn gọi hình chiếu lên cũng được, có làm sao đâu. Nhưng bản chất nó vẫn góc này. Các bạn có thể gọi H, AH vuông góc với mặt phẳng SBC. Được. Thì suy ra SH nó được gọi là hình chiếu của SA lên mặt phẳng mặt phẳng SBC cũng được nhưng thầy nghĩ không cần. Đúng không? Góc này luôn luôn là góc tạo bởi giữa mặt phẳng. Đó. Hiểu không? Đó là cách các bạn làm nhanh đấy, bằng 45 độ. Vậy 45 độ thì suy ra gì? Tam giác SAI của thầy là tam giác vuông con nhà bà cân. Đúng không? Đó, tam giác vuông sẵn rồi vuông tại A rồi Có góc này 45 độ này. Thì đúng là tam giác vuông cân không? Mà vuông cân thì suy ra cạnh SA của thầy bằng cạnh AI là bằng A căn 3 trên 2. Các bạn nhìn này, SA này bằng AI này, bằng gì? A căn 3 trên 2. Đó, đúng không? Ok không ạ? thì chưa ra thôi. Thể tích của nó thì các bạn sẽ có luôn V của nó kiểu gì cũng bằng 1/3. Diện tích đấy là diện tích của tam giác đều cạnh bằng a, tức là bằng a bình căn 3 trên 4. Nhân chiều cao là nhân với a căn 3 trên 2. Đúng không các em? Thì bằng bao nhiêu đây? Thì bằng a mũ 3 trên 8, đúng không? Tóm lại bằng a mũ 3 trên 8 này. Đó, chuẩn không? Nhẩm nhanh nhé thì đáp án gì các bạn? Đáp án A. Đó, xong chưa? Chốt nhá. 43 xong, tiếp tục 44. 44 là một bài tập thực tế nhưng thầy nghĩ bài này vẫn dễ. Vẫn dễ các bạn ạ bốn bốn là một bài toán thực tế nhưng thầy nghĩ vẫn dễ nhìn có vẻ là một thôi nhưng mà thầy nghĩ làm bài này có dễ hơn rất nhiều nhé đó được chưa các bạn bốn <laughs> bốn nào bốn bốn nào bốn bốn gì đây <laughs> bốn bốn gì các bạn ông bình làm lan can ban công đúng không ngôi nhà của mình bằng một tấm kính cường lực tấm kính đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên một phần của mặt hình trụ nhìn bên các bạn nhá đó đúng không nhưng bên biết rằng giá tiền của một mét vuông kính như trên là một triệu rưỡi đúng không một triệu rưỡi một mét vuông hỏi số tiền làm tròn đến hàng nghìn mà ông Bình mua tấm kính trên là bao nhiêu Đó à, ok không ạ thấy chúng không thấy chúng không các bạn thấy chúng chưa thì cách làm của chúng ta cũng rất đơn giản thôi Lý do thứ nhất là các bạn nhìn thấy này. Để nhá, đây là hình nó các bạn có thể là nhìn chưa kỹ lắm nhưng mà thầy tin là có thể có một số bạn hơi nhầm đúng không? 1,35 m này nó chính là gì? Nó chính là chiều cao của hình trụ. Đúng không? Và các bạn biết rằng cho gọi đây ba điểm ABC này, đây điểm A, đây điểm B này, điểm C này. Đó. Thì đó là ba điểm gì các bạn? Nằm trên đường tròn đáy của hình trụ đấy. Đúng không? Nếu các bạn vẽ full HD ra nó như thế này. Đó, Đúng không? Những cái chúng ta cần tìm là gì? Cần tìm gì các bạn? Cần tìm bán kính của đường tròn đáy. Đúng chưa? Đó, thì chúng ta làm gì? Các bạn sử dụng công thức về định lý gì nhỉ? Định lý sin thôi. Các bạn thấy tam giác ABC không? Chúng ta đang cần tìm bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC này này. Đó cũng chính là đường tròn ngoại tiếp của gì các bạn? Của đáy luôn. Đúng không? Các bạn sử dụng định lý gì các bạn? A trên sin A đúng không? Bằng B trên sin B bằng C trên sin C đúng không? Bằng gì? 2R Đó, đúng không? Sau đó thì các bạn sẽ thấy này, đây, A trên sin A là cái gì? Là cạnh ac này này Trên sin của góc đối nó sin 45 độ này, à, xin lỗi các bạn sin 150 độ này Đúng không? Thì bằng gì bạn? 2R lớn Chắc chắn các bạn tìm ra R lớn thôi đúng không? Các bạn thay số vào nhá ac mấy bạn? 4,45 đúng không nhỉ? Không biết là có mờ quá không? 4,45 trên sin của 150, bây giờ các em lấy sin 150 là bằng 5pi trên 3, đúng không? Sin của bao nhiêu? ờ, uh, 5 này CP này chia 3 đúng không bằng bao nhiêu trừ căn 3 trên 2 đúng chưa các bạn đó trừ căn 3 trên 2 đúng chưa nhỉ của 5P6, xin của 5 pin 6 chứ các bạn nhầm xin 6 có vẻ âm là vậy đưa điều này nhỉ và 1 phần 2 ok 1 phần 2 máy quá bằng 2 R vậy chúng ta sẽ tìm ra R mấy các bạn R mấy các bạn đáp án mấy nhỉ nhân đi thằng này hai thằng này nhân nhau là hết rồi đúng không đó, R bằng 4,45 luôn. Đó, đơn vị là gì các bạn? Là mét luôn nhá, là bán kính luôn đấy. Đúng không? R 4,45. Vậy tìm ra R rồi, chiều cao các bạn có rồi này. Nhìn thấy không? Nhìn thấy chưa? Đó, thì chúng ta tìm gì đây? Đề bài người ta hỏi này, các bạn đọc kỹ đề nhá, bởi vì nếu như đọc không kỹ đề thì chúng ta toán đấy. Làm lan can của ngôi nhà bằng một tấm kính cường lực. Tấm kính đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên. Biết giá tiền của một mét vuông là bằng một triệu rưỡi đồng Có đúng không ạ? Hình dung rồi chưa? Thì suy ra chúng ta phải tìm gì các bạn? Tìm diện tích xung quanh của hình trụ Nhưng mà không phải toàn bộ đâu Đó, Không phải toàn bộ đâu các bạn Đây chỉ một phần thôi Thì làm sao để chúng ta biết được phần đấy các bạn biết không? Các bạn biết không? Làm sao các bạn tìm được đấy? Đó Hình dung không? Cái này rất quan trọng với các bạn nhá Một phần thôi Và cạnh AC này này bản chất là bằng bán kính này. Thì chúng ta phải làm gì đây? Thầy sẽ dạy cho các em cách làm nhanh như này này. Một là các bạn nhớ đừng bao giờ tính tất cả nhá. Nếu như bạn nào tìm diện tích xung quanh của hình trụ này bằng 2 pi đúng không? R nhân L. Ok, được, nhưng đây toàn bộ các bạn tính luôn này, đây, 2 pi này. Thằng này 4,45. Đúng không? Đó, nhân với L là lần đường cao đây 1,35 đây, các bạn cứ nhân vào đi 1,35 xem bằng bao nhiêu đã nào. Đây. 4,45 đúng không? Nhân 2 này nhân với 1,35 này bằng bao nhiêu đây? Sắp chỉ là bằng 12 đúng không? 12,015 pi. Đơn vị là mét, mét vuông, đúng không? Nhưng đây là toàn bộ. Các bạn nhớ chưa? Đây là toàn bộ. Đó. Thế bây giờ chúng ta phải tính được một phần thôi. Đúng không ạ? Một phần này tính như thế nào? Thầy dạy cho các bạn cách tính này rất đơn giản thôi. Rồi, dạy cho các bạn cách tính nhá, một phần của nó thôi. Đúng không? Đây là toàn bộ 100% thì các bạn nhớ này. Cái cạnh AC này là bằng R luôn 4,45 đúng không đây các bạn nhìn thấy nha đó đơn giản không các bạn nhìn thấy nhìn thấy nha đây thầy gọi đây là A này đây là B này Cái đúng là bằng R không thằng này đúng R thằng này R không ô đây hiểu vấn đề không tức là gì đây tam giác này tam giác đều tam giác đều thì các bạn sẽ suy nghĩ góc này mấy các bạn là bằng 30 mấy các bạn 60 độ hiểu không có hiểu vấn đề không đó, tại sao thế? bởi kem em nhớ là AB này này, AC này, ACAB gì cũng được thôi, là một cạnh. Đúng không ạ? Thì nó là bằng bán kính. Từ đấy chúng ta sẽ suy ra tam giác OAB này nó chính là tam giác gì? Nó là tam giác đều, suy ra góc này bằng 60 độ. Mà 60 độ mà các bạn biết rằng là à nó sẽ chiếm 1/6 của toàn bộ. Đúng không? Toàn bộ này là bằng bao nhiêu các bạn? Là bằng 360 độ. Đúng chưa? Thì suy ra thằng này nó chỉ chiếm 1/6 thôi. Tức là bây giờ các bạn lấy diện tích của cái thằng này này thì chỉ lấy cái thằng này chia 6 thôi. Hiểu Đây là toàn bộ mà. Đó, vì thế chúng ta tính nhanh và luôn cho thầy đó là diện tích của cái thằng kính cường lực này này. Kính nhá. Thì lấy diện tích của toàn bộ. Đúng không ạ? Làm sao? Chia số 6. Đó. Đúng không? Thì các bạn lấy luôn thôi. Đây cái này các bạn chia 6 xem nào. 12 chia 6 này. Đây. Đúng không? Nhớ nhân pi pi nữa nhá. Đúng nhân pi nữa không nhỉ? À đây chưa có pi thì chúng ta nhân pi nữa nào. An nhân pi nữa nào. Cho nó chuẩn. Đúng không? Đây. Chính nó đây bằng 801 trên 400 pi. 801 trên 400 pi. Đúng không các bạn? Và sau đó thì chúng ta biết là 1m2 thì nhân với 1 triệu rưỡi Thì bây giờ các em nhân với 1 triệu rưỡi xem nào Nhân với 1 triệu 500 nghìn đúng không? Đúng không? Mấy số 0 nhỉ? Đây, à, 1 triệu 500 nghìn thêm số 0 nữa đúng không? Các bạn nhìn nữa kỹ nhá Không có thầy buổi tối nhiều lúc lú đấy Đúng không? 9, 4, 3, 6 Tóm lại là bản C Đúng không? Đó sắp xỉ đấy Nói chung đến đây là các bạn hiểu vấn đề rồi Đúng không? Đó đây là cái cách mình nghĩ là nó rất là nhanh đầu tiên thì các bạn đừng bao giờ nghĩ là toàn bộ thằng này là là gì các bạn hình trụ mà các bạn chỉ nhớ một phần của nó thôi mà biết một phần đây thì chính là bằng một bốn sáu của toàn bộ hiểu không là câu bốn bốn nhá đó sau câu bên này chúng ta có một số câu nữa thầy thầy giải cho các em luôn có nhiều câu hay lắm câu bốn năm và bốn năm cũng là một câu hay này bốn năm đây bốn năm đây các bạn nhìn thấy không câu này mà không làm được nữa thì các bạn phí cuộc đời luôn. Quá phí cuộc đời thầy vừa giảm cho các em ở trong lớp live C xong, Lớp lai like T xong. Cái này vừa giảng cho các em ở trong lớp lai like T xong. Vừa giảng xong thầy thề các em luôn. Không trượt pha nào. Câu số 45. Đó, đây. <laughs> được chưa? Tất cả các bạn nhớ chúng ta chia sẻ về nhá. Có vẻ hơi hơi tụt view rồi đúng không? Bây giờ cũng một giờ sáng rồi. <laughs> lần đầu tiên trong cuộc đời của thầy đúng không qua những năm tháng đi dạy đó dạy live stream <laughs> một giờ sáng vẫn live stream chữa đề và thầy các bạn đã biết là thầy là tâm huyết với các bạn như thế nào rồi đúng không <laughs> bạn nguyễn thanh đang giảng dở thầy đúng rồi chính xác chính nó đây thề game luôn vừa giảng bài cho các em ở trong lớp live T xong chính xác một bài như thế này không sai được đúng không chúng ta chú ý này mặt phòng p đây đúng không đường thẳng d 1 và d 2 đây không cần biết nó là cắt nhau hay chéo nhau đường thẳng vuông góc với P cắt cả D1 và cắt cả D2 có phương trình là đúng không? Đây là đề thi thử của trường chuyên sư phạm Hà Nội cách đây tầm khoảng 2 năm là viết phương trình một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước và vuông góc với một mặt phẳng. Các em có thể nếu như bạn nào mà não còn hơi gọi chưa loát được ấy, thầy dạy cho các em một cách làm muôn thổi bài này này. Đó như sau. Đó là có từ cắt này này là từ rất nhạy cả mà nó chỉ có cách làm này mới nhanh nhất thôi. Trừ cách bói ra, đúng không? Random với cả lụi thì không tính. Các em nhớ chưa? Đó. Vậy chúng ta chú ý này. Để làm tốt bài này, các em cứ vẽ hình ra. Đây, thầy lấy ví dụ các bạn này. Đường thẳng D1 đây. Đúng không? Đường thẳng D2 đây. Đó, chả làm sao cả. Mặt phẳng P đây. Cứ vẽ hình ra thì các bạn hiểu ngay. Được chưa? Một đường thẳng cắt cả đường thẳng D1, cắt cả đường thẳng D2 đây và vuông góc P đây. M đây. N đây. Đúng không? Đây là mô hình. Các bạn nhìn thấy không? Mặt phẳng P đây. Có mô hình đấy. Đường thẳng chúng ta cần tìm là đâu? Trên là đường thẳng gì các bạn? thầy gọi đường thẳng ta đi đúng không điểm này gọi là điểm mơ đi điểm này gọi là điểm nơi đấy hai điểm cắt đây là mô hình này các bạn nhìn thấy không ạ đây là mô hình và các bạn nắm được mô hình này Thì chắc chắn các em sẽ làm được lý do bởi vì chúng ta nhớ bài này có mô típ làm chung có từ cắt phương pháp làm nhanh nhất bài này nó chỉ có một thôi trừ những cách mà các bạn bói toán ra thì thầy không tính đúng không đó là gì đó là các bạn tham số hóa các bạn nghe đi nghe nhá tất cả bài toán cắt thì chúng ta đều tham số đúng không các bạn tham số hóa này tham số hóa tham số hóa như sau vì điểm m của chúng ta là điểm thuộc đường thẳng d 1 đúng không đường thẳng d 1 đây nên chúng ta có quyền các bạn tham số hóa điểm m theo đường thẳng d 1 tức là các bạn cho tất cả thằng này bằng a các bạn nhớ chưa ở đây thầy viết bé bé cho các bạn nhé cho tất cả bằng a thì chúng ta giải này x trừ một trên hai bằng a thì x của chúng ta có đúng bằng 2 a cộng một không hai a cộng một Đúng chưa? Tiếp tục y bằng y bằng a luôn. Z của chúng ta bằng trừ 2a trừ 1. Đó, đúng không? Hiểu vấn đề chưa? Tiếp tục, điểm N cũng tương tự nhá. Nhưng các em nhớ điểm N này phải cho bằng B. Tại sao biết bởi vì hai đường thẳng này hai đường thẳng khác nhau thì tham số hóa của chúng cũng phải khác nhau. Đừng cho bằng a tất là loại luôn, hoặc là loại sai luôn từ vòng về xe. Em nhớ chưa? A, B gì đó cũng được miễn sao là tham số hóa khác nhau. Các bạn có thể đặt thằng này T1, thằng này đặt T2 cũng được miễn sao T1 và T2 là hai tham số khác nhau. Em nghe kỹ chưa? Đó, tiếp tục, đây. B cộng 2. Đúng không ạ? Tiếp tục, 2B. Và gì các bạn? Trừ B trừ 1. Chuẩn men nhé. Sai một ly đi một dặm luôn. Ok không? Đây là điểm MN. Và chắc chắn chúng ta sẽ suy ra vectơ chỉ phương của đường thẳng delta cần tìm nhé. Delta cần tìm. Nó sẽ bằng vector MN hoặc NM đều được. Đúng không? Ạ? Lấy điểm M chỉ điểm N đi, chúng ta nhầm này. 2A trừ B. 2A trừ B trừ 1. Đúng không? Lấy trên trừ dưới, dưới đấy. A trừ 2B. Đúng chưa? Trừ 2A cộng B và hết. Đó, đây là vector MNM. Các bạn nhìn thấy không? Vector NM này hiện tại là nó đang đóng vai trò là gì các bạn nhớ không? Đang đóng vai trò là gì đây? Nó đang là vector chỉ phương của đường thẳng delta. Hiểu chưa? đó mà nó lại là gì vuông góc mặt phẳng p thì các bạn nhớ này nhìn đây mặt phẳng p chúng ta luôn luôn có vectơ phát tuyến là np đúng không là bằng bởi đây hai hai trừ một các bạn nhìn này hai này hai này trừ một này có đúng không và nhìn bằng mắt thường thì chúng ta thấy rõ ràng là vector mn này nó có mối quan hệ gì với np đây nhìn mắt thường các bạn khó luôn có mối quan hệ gì song song với nhau đúng không trong vectơ thì người ta gọi là khái niệm cùng phương tóm lại là vector mn phải cùng phương với np có đúng không đó các bạn nhìn thấy này NP nhá Thầy viết ở đây này NP bằng mấy 22 2 và trừ 1 đúng không 2, 2 và trừ 1 Đúng không hai vector cùng phương với nhau khi nào Các bạn có này đó, NP của chúng ta nhá Nó cùng phương với vector NM Khi và chỉ khi Khi và chỉ khi Tất cả các tỷ lệ của chúng sẽ phải bằng nhau Đúng không ạ Thầy có nhá Đó như sau này Chúng ta có 2A trừ B trừ 1 đúng không? Trên 2 sẽ phải bằng a trừ 2b trên 2 và bằng trừ 2a cộng b trên mấy các bạn bên trừ 1. Đó. Hiểu chưa các bạn? Chắc chắn chúng ta giải thôi, có gì đâu. Đúng không? Chắc chắn các bạn giải được. Vậy giải như thế nào thì chúng ta sẽ chọn hai cặp này. Các bạn nhân chéo lên nhá. Thằng này hai thằng này bằng nhau luôn Chọn cặp này với cặp này. Chúng ta có luôn nhá. Phương trình thứ nhất. 2a trừ b trừ 1 bằng a trừ 2b. Một chú nhá. Chú thứ hai. Thằng này bằng nhau đi nhân trừ 1 vào thì thấy có luôn là trừ a này. Đúng không? Cộng với 2b này, đúng không? Nhân cho trừ 1 đấy, nhân chéo đấy, hiểu không? Bằng với trừ 4a và gì các bạn? Cộng 2b. Đó, hiểu chưa? Sau đó mình chuyển về đổi dấu thì các bạn thấy 2a thằng này a là a này. Trừ b, chỗ này là cộng b này, đẹp dai không? Bằng mấy? Bằng 1. Đúng không? Tiếp tục thằng này là thế thôi, chúng ta có 3a này đẹp dai mà. Tiếp tục là bằng 0. Ui rồi quá đẹp luôn nhỉ. Đẹp không? đẹp không các bạn đẹp chưa đẹp chưa ở đây rõ ràng là bằng 3 a bằng không nếu các bạn phải cẩn thận nhé cẩn thận sai một gì mà đi một dặm luôn tóm lại chúng ta suy ra a bằng không b mấy các bạn b bằng b bằng chưa một đúng không xin là các bạn b một luôn Đó, đúng không ạ tìm a tìm b thì chắc chắn tất cả vấn đề còn lại nó đều giải quyết hết để bài người ta hỏi gì biết phương trình đúng không viết phương trình đúng không tóm lại các bạn tìm ra điểm m điểm n tìm nó vector m thì chắc chắn chúng ta suy ra ngay đúng chưa đây phải dạy các bạn này thì nó nhỏ bằng không rồi Thay vào đây Thì mình sẽ chốt lại này Điểm M bằng nhiêu Thay hàng, hàng không vào đây Chúng ta có 1, 0, 1 1, 0, 1 Đúng không? Điểm N thay B bằng 1 vào đây Có 3 này Đúng không? 2 này Và mấy các bạn? Trừ 2 Đúng chưa? Vector chỉ phương của đường thẳng delta là vector MN Cậu thay vào đây Hoặc các bạn tính luôn này Đây 2 này Đúng không? Lấy điểm N trừ M này 2 này Và mấy các bạn Trừ 1 Đó xong chưa Tất cả đều ra hết luôn đúng không Tất cả đều ra hết các bạn Nhìn thấy không Tóm lại là 22 1 thằng nào đây 22 1 đúng không Thằng nào thằng này loại này Đúng không Chỉ còn thằng này này Thằng này này đúng không Thằng này cũng sai này Đó chỉ còn A và D thôi Đáp án gì đây 22 1 nhá Các bạn phải tính cẩn thận đấy Và điểm đi qua là điểm gì các bạn Điểm N Chúng ta có là điểm N đây 32 2 chúng ta chọn là gì đây 32 2 chắc chắn đáp án đáp án A Được chưa các bạn? Hình dung không? Đó. <cười> <cười> ok chưa các bạn? Hình dung chưa? Đó. Tiếp tục chúng ta chuyển sang một số câu tiếp theo nhé. Câu tiếp theo, đúng không? Tiếp tục chúng ta chuyển sang một số câu tiếp theo. Nào. 41 nào. Đó, 41 xem nào. 41 bạn nào nào được <laughs> không? Bây giờ hơi tụt view rồi nhỉ? Không biết là các bạn đi ngủ hết rồi hay sao ấy? Cái <laughs> đầu hết rồi Đồng chí nào đang xem livestream thì các bạn nhớ chia sẻ giúp thầy nhá Ủa, hơi, hơi mệt các bạn, hơi, hơi mệt, một giờ rưỡi rồi nhỉ Thầy luôn nhiệt tình, ngưỡng mộ thầy, ok cảm ơn em <laughs> Giáo thủ có vẻ đi ngủ hết rồi hay sao ấy nhỉ. Câu 41 nào. Được chưa? 41 nhá, Giải quyết luôn. Chiến nhá. 41. Đáp án nào các bạn làm được đáp án không? 41 thầy bắt đầu xem nào. Cho Fx bằng x bình trừ 1 trên x bình trừ 2 cộng 3 đúng không? Cái x của chúng ta lớn bằng 2, x kẹo bén 2. Đó, tích phân từ 0 đến pin 2 của thằng này. Đúng không các bạn? Nhìn hình đúng không? <cười> <cười> bạn đã làm ra câu 41 rồi làm như nào là các bạn chúng ta biết rằng fx của chúng ta là cấu tạo bởi hai hàm đúng không hai hàm à, một hàm là x bình trừ một một hàm là x bình trừ hai x cộng 3 một cái x lớn bằng hai một cái x bé 2 thì tích phân thằng này thì chắc chắn là chúng ta phải tách thằng này ra rồi đúng không đặt rồi tách thằng này ra rồi đó được chưa Câu này thì thấy nghĩ là chúng ta vẫn có thể là chiến đấu được. Đúng không? Câu 10 là câu mà cho hai cái thằng này nhân với nhau bén không. Câu này có vẻ là dễ dễ một chút các bạn này. 2 cộng 1 trừ 2 bén không hoặc 2 cộng 1 trừ căn 2 lớn không đúng không? Chúng ta xét trường hợp rồi. Để xem lại đề một phát cho các bạn. Câu 46. 46 nào. 46 thì là câu về cực trị đúng không? Câu về cực trị thì các bạn có thể có hai cách. Một là chúng ta vẽ bảng mấy thiên thằng này ra hàm hợp ấy đúng không vẽ bảng biến thiên hàm hợp ra hoặc là chúng ta dùng công thức s bằng a cộng b đúng không s bằng a cộng b là cực trị của một hàm số chưa chịu đổi đúng chưa câu 47 có bao nhiêu số nguyên a a lớn bằng hai sao cho tồn tại số thực x thỏa mãn thằng này a mũ log cơ số x cộng hai bằng log a bằng x trừ hai cái này nhìn xương xương là có thể là chúng ta dùng hàm đặc trưng rồi các bạn đó đúng chưa à năm nay có một câu là vận độ cao số phức ấy các bạn này vận dụng cao số phức có cực trị của OXZ luôn này các bạn đúng không có vận dụng cao số phức có cực trị của OXZ đấy đúng chưa đó có cả vận dụng cao tích phân luôn nhưng mà vận dụng cao tích phân của chúng ta lại không phải rơi vào hàm ẩn không phải rơi vào hàm ẩn có vẻ là nhiều số bạn hơi, gọi là mệt rồi đúng không <laughs> hôm nay thầy dạy là dạy này là ca này ca thứ sáu các bạn đúng không còn lại một số câu thì chắc là để ngày mai các bạn nhé ngày mai chúng ta sẽ chữa sớm đúng không thầy chắc là thầy sẽ chữa sớm cho các bạn vào ngày mai thôi nhá bây giờ thì cũng muộn rồi nhỉ lúc nãy có 14.000 bạn nhưng mà tụt nhanh quá thì thầy cũng mất cảm xúc chữa các bạn thế đề này thì thầy vừa cầm cho các bạn xong thầy chữa các bạn như thế còn lại một số câu thì đến ngày mai thì thầy trò mình sẽ cùng nhau chiến đầu tiếp thời gian còn lại thì thầy nghĩ là các em nên đi ngủ sớm đúng không và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu các em đồng ý không ngày mai thầy sẽ chữa chi tiết tất cả cho các em gửi tặng các em file đáp án chi tiết luôn đó, có cả file đẹp luôn nhá ngày mai thầy gõ lại file đẹp và chữa tất cả cho các bạn những câu còn lại luôn đồng ý không ạ bây giờ thì cũng khá là muộn rồi nên thầy nghĩ rằng các em nên đi ngủ sớm thì còn mai còn đi học nữa đúng chưa đó ok chưa ngày mai thầy chữa hết tất cả cho các bạn nhé nhân tiện đây thì thầy sẽ nghiên cứu xem là chúng ta có cái cách nào mà làm nó gọi là câu nào là làm nó có phương pháp nào hay hơn hay không nhá ok không rồi hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc nhau đây bye bye các bạn nhá chúc toàn thể tất cả các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai chúng ta sẽ chiến đấu tiếp đúng không <laughs> cảm ơn các em rất là nhiều nhá hôm nay chúng ta có 14.000 bạn mà bây giờ còn có 5.000 bạn thì cũng tụt nhanh quá nhỉ <laughs> bye bye các bạn nhá ngày mai ngày mai chúng ta chiến đấu hết đúng không nhớ quyết tâm khô máu luôn quyết tâm phải đội nguyện vào một đúng chưa và thầy cũng cơ bản là chữa các bạn gần xong rồi nha còn một số câu thì ngày mai thầy sẽ chữa chi tiết tất cả cho các bạn gửi tặng đáp án chi tiết đúng không có cả file đẹp luôn nhá bye bye các em chúc các bạn ngủ ngon